Thẩm ba pháp thánh có chín bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Sanditiko là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc. Bởi nhờ kiến tánh chẳng phải vì nghe, vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Akaliko là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ehibasiko là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng quả cho kẻ khác biết được. Opanayiko là pháp của chư thánh đã có trong mình do nhờ phép thiền định. Bacchatavedipo Vinyuhiti là pháp mà các hàng trí tuệ nhất là được biết, được thấy tự nơi tâm. Nati me saranang anyang thammo me saranang warang ete na sat cha wa che na ho tu me cha yamang galang. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý báu nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Supatipanno Bhagavato Savakasango. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. Usubatipanno Bhagavato Savakasango. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp. Nyayabatipanno Bhagavato Savakasango. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Samichipatipanno Bhagavato Savakasango. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Yadidang chattari buddhisayugani. Tăng nếu đếm đôi thì có bốn bậc. Tăng đã đắc đạo tu đạo vườn. Tăng đã đắc đạo cùng quả tư đà hàm. Tăng đã đắc đạo cùng quả a na hàm. Tăng đã đắc đạo cùng quả a la hán. Attaburi sabukkala. Tăng nếu đếm chiếc thì có tám bậc. Tăng đã đắc đạo tu đà vườn. Tăng đã đắc đạo quả tu đà vườn. Tăng đã đắc đạo tư đà hàm. Tăng đã đắc quả tư đà hàm. Tăng đã đắc đạo a na hàm. Tăng đã đắc quả a na hàm. Tăng đã đắc đạo a la hán. Tăng đã đắc quả a la hán. Esa Bhagavato Savakasango. Chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật. Ahuneyo. Các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dụng của tín thí ở phương xa đem đến dâng cúng cho những người có giới hạnh. Bahuneyo. Các ngài đang thọ lãnh của tín thí mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dâng cúng cho các ngài. Dakhineyo. Các ngài đang thọ lãnh của tín thí tinh lý nhân quả đem đến dâng cúng. Anchalikaraniyo. Các ngài đang cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang Punya Khetang Lokasati. Các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bì kịp. Nati me saranang anyang sangkho me saranang warang etena sakya wache na ho tu me chaya mangalang. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Wanda me chitiyang sappang sappatha me supati titang saririkatha tu maha bodhin buddha rupang sakalang sada. Wanda me chitiyang sappang sappatha me supati titang saririkatha tu maha bodhin buddha rupang sakalang sada. Vanda me chaiti yang sappang sappatha me supati titang saririkatha tu maha bodhin buddha rupang sakalang sada. Con đem hết lòng thành kính làm lễ tất cả bảo tháp, nộp xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế tôn lời dạy tỏ tường.
Năm điều quán tưởng phải thường xét ra, ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát được qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đàn an mạnh lành. Ta đây sự chớ sẵn dành, thế nào tránh thoát tự sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi giới nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo vân phân minh kết thành. Sabbe sata avera hon tu sukhita hon tu nikdukha hon tu ayapaccha hon tu aniga hon tu digga yuka hon tu aroga hon tu sambati samichang tu sukhi attanang pariharang tu dukkhapatta chanipdukha bayapatta chanipaya sukhapatta ta chaniso kahon tu sap baby banino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, con xin đạo tràng cùng với con thọ trì tam quy ngũ giới ạ. Uka samayang phante visum visum rakhana ta ya tisarane na sapancha silani yachama. Bạch quá chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để dân dự hành theo cho được sự lợi ích. Đức ti giam bi ma văn phàn tê bi sum bi sum ra kha na ta ya ti sa ra ne na sa ha pang cha si la ni ya cha ma. Bạch quá chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để dân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tatiyambi mayan pante visum visum rakhana ta ya tisane na saha pang silani ya cha ma. Bạch quá chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để dân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, con kính dâng mít đến cho Ngài Trí Đức, Ngài Tiền Tam Quy Ngũ Giới cho đạo tràng chúng con ạ. Con xin dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thông Thầy, Nam mô Sân Khai. Thế tiền kính lễ chư tôn tiền Đức Tăng trong những nickname mà chúng tôi được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ, thiện hữu tri thức. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa lăng ga cha mi, con lên mình lòng thành kính xin quy Phật. Đăng mang sa lăng ga cha mi, con lên mình lòng thành kính xin quy Pháp. Sang căng sa lăng ga cha mi, con lên mình lòng thành kính xin quy tăng. Đô ti yam bi bụt đăng sa lăng ga cha mi, con lên mình lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đô ti yam bi đăng mang sa lăng ga cha mi, con lên mình lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đô ti yam bi sang căng sa lăng ga cha mi, con lên mình lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Ta ti yam bi bụt đa hăng sa nang ga cha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti yam bi đa hăng sa nang ga cha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti yam bi sang khang sa nang ga cha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Ừ.
Bụt Thăng Sa Na Năng Gà Chà Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thẩm Măng Sa Na Năng Gà Chà Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn Khăn Sa Na Năng Gà Chà Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đu Ti Dâm Bi Bụt Thăng Sa Na Năng Gà Chà Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đu Ti Dâm Bi Thẩm Măng Sa Na Năng Gà Chà Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đức Thế Dâm Bi Sẵn Khăn Sa Ra Năng Gà Chà Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Đạt Thế Dâm Bi Bụt Thăng Sa Ra Năng Gà Chà Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Đạt Thế Dâm Bi Thẩm Măng Sa Ra Năng Gà Chà Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Đạt Thế Dâm Bi Sẵn Khăn Sa Ra Năng Gà Chà Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tỳ Sa Ra Na Ca Năng Ni Thi Tăng, phát huy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Manati bata veramani sikha padang samadhi yami, con sẽ quan giữ điều học là quy chánh xa sự sát sanh. Adinadana veramani sikha padang samadhi yami, con sẽ quan giữ điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Kame sumicchacara veramani sikha padang samadhi yami, con xin quan giữ điều học là quy chánh xa sự tà hạnh. Musavada veramani sikha padang samadhi yami, con xin quan giữ điều học là quy chánh xa sự nói dối. Surame rayamachapamadathana veramani sikha padang samadhi yami, con xin quan giữ điều học là quy chánh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panati bata veramani sikha padang samadhiyami, con xin dân giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Adinadana veramani sikha padang samadhiyami, con xin dân giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicchacara veramani sikha padang samadhiyami, con xin dân giữ điều học là quỷ tránh xa sự tà hạnh. Musavada veramani sikha padang samadhiyami, con xin dân giữ điều học là quỷ tránh xa sự nói dối. Surameraya machapatmadathana veramani sikha padang samadhiyami, con xin dân giữ điều học là quỷ tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Mani bancha sikha padani sadhukam katva appamadena nicca kalam samarakkhitappang. Khi Phật tử sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải tam quy giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. Amaphante, dạ chúng con xin dâng.
Sì lệ na su ca tinh doan tị sì lệ na phu ca tham bạc đàn sì lệ na ni phu tinh doan tị tà sư mai sì lăng vị số khát dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhầm niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng độ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thuốc lầm thai Uttamang ye na quang đề hằng ba đa băng sum và Uttamang bút thê yô khá lý tô đô sô bút thô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ di trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Cả tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ye na quang đề hằng thẩm măng cha đu vi thăng và răng thẩm mê yô khá lý tô đô sô thẩm mô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ye na quang đề hằng sẵn khăn cha đu vi thót tâm măng sẵn khê yô khá lý tô đô sô sẵn khô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Sanatmin me buddha se to sare buddho janakhine wa maang se mokkala no purato vidakate yang bhajji me mama anando kina sawa chato disa samanta loka bala chinda dewa sapam maka ete sanga nupawe na sabbe paya upadhava aneka antaraya pivina santu ase. Sato Pavatu Sapa Mangalang Rakhantu Sapa Devata Sapa Buddhai Nupavena Sadasote Pavantu Te Pavatu Sapa Mangalang Rakhantu Sapa Devata Sapa Thammai Nupavena Sadasote Pavantu Te Pavatu Sapa Mangalang Rakhantu Sapa Devata Sapa Sankahai Nupavena Sadasote Hậu quản tụ tê tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quán đức của chư Phật, do nhờ quán đức của giáo pháp, do nhờ quán đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thuốc lành thai phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hảo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Văn kinh chi cu la Kusala kammang kata pankariyang mama
ca ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye sat ta sang ni no at thi ye cha sat ta a sang ni no ca tang phu nha pha lăng may hăng sắp bê pa ghi pa văn tu tê ye tăng ca tăng su vi đi tăng đi năng phu nha pha lăng ma ya ye cha tát tha na cha năng tị đê hoa găng to ni quê đa dâm sắp bê lô cam hi ye sắp ta chỉ quăng ta ha ra hê tu ca ma nhuôn năng bồ cha năng sắp bê la băng tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo dựng bền, có thể tiếp chúng đổ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh quan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, sinh thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Idang wa ta me dan nya asak wa khaya wa ho hon tu. Xin cho sự phước thí mà con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để bỏ những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ con đã lễ bái tam bảo xong ạ. Dạ con kính gửi mít lại cho ngài Trí Đức. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tam Ma á, Nam mô Sanh Kha á. Của ngài Liễu Tông, chúng ta coi như có những thắc mắc nêu lên và ngài sẽ giải thích. Ngài đã đến, ngài đã online rồi nhưng mà gần ngài không vô được trong room này, không biết sao. Vị nào có ác niết của ngài thì coi như là vô không được. Chúng tôi kéo nhưng mà không được, bởi vì ngài cũng đâu có ác niết của chúng tôi đâu. Cho nên chúng tôi kéo mà ngài vô không được. Vị nào coi như có ác niết của ngài hoặc là ngài có ác niết của vị nào thì quý vị kéo giùm ha. Chúng tôi kéo không được, bởi vì chúng tôi có ác niết của ngài, nhưng mà ngài không ác niết của chúng tôi cho nên không kéo vô được, không biết lý do nào. Alo, quý vị có ý kiến thế nào? Xin Nhật Quỳnh xin mời. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, trong đạo tràng vị nào quy em được cho ngài Liệu Tông thì nói giùm với ngài là ngài đích chưa cái nick nào đó mà ngài 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 áp đó, thí dụ đích Nhật Quỳnh, đích ngài và ngài Phật Pháp Online hoặc là cái nick của Đức Bạn gì đó. Dạ, thì trong cái nick của mình đó nó có cái tên room á, thì ngài sẽ chạy vào đạo tràng được. Tại vì không biết làm sao mà cái banh của mình lúc này nó coi như ngày hôm nay nó bị như vậy, mà hôm trước ở thương hấp cú cũng một lần bị như vậy rồi. Có nghĩa là
một là phải có người kéo vô, hai là phải lít vô cái nít ở trong cái lít ở trong mà cái nickname của người đó thì mới chạy vào được. Còn mình đi thẳng vào room như mọi lần thì dạ không có, Nhật Quỳnh không có phone của ngài, Nhật Quỳnh áp nít của ngài mà ngài cũng không có mở cửa bao giờ, lúc nào ngài muốn bị em thì ngài bị em, còn không thì thôi. Nhật Quỳnh muốn bị em nhưng ngài cũng không có được. Dạ tuần rồi Nhật Quỳnh cũng có việc hỏi ngài, ô con đảnh lễ ngài vào rồi, Nam Mô Bích Tha, dạ dạ con thành kính đảnh lễ ngài Liệu Tông, ngài Tri Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ rất là mừng ngài đã vào được rồi. Dạ ngài, tại ngài không có chịu mở cửa cho con nên lúc nãy con kéo thì bị cái bản cấm rồi, con đâu có kéo ngài được. Dạ bây giờ thì con xin thay mặt đạo tràng, hồi nãy Trần Đạo thỉnh pháp sư rồi phải không Trần Đạo? Tại Nhật Quỳnh không có ngồi trước máy nên Nhật Quỳnh cũng không có rõ, Nhật Quỳnh mới chạy lại hả? Trần Đạo ơi, Trần Đạo thỉnh pháp sư chưa? Trần Đạo thỉnh pháp sư chưa Trần Đạo? Dạ Trần Đạo chưa thỉnh pháp sư, vậy kính mời Trần Đạo lên thỉnh pháp sư rồi thỉnh ngài thử mít nha. Rồi kính mời Trần Đạo. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thâm Mà Giá, Nam Mô Sàng Kha Giá. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, ngài Lữ Tông. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng, con xin thỉnh pháp sư ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ramma chaloka dipati sahang bati katang chali angthi warang aya chatha santi tha satappa rajapkha chatika disaitu thammang anukambimang pacang sathamma berin binayang cakayang suttang ca pandang apitham macammang Ako tayang to satusak cha dang dang babo thanaye barisa yamanche. Phạm Thiên vẫn ngập ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghỉ hơi, viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lộc giả ngày dời chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn. Dạ con đã thỉnh pháp sư xong ạ. Dạ con kính thỉnh bàn tay của ngài Liễu Tông thử mít ạ. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Phật Thầy Giá kính bạch chư tông hàng giả, kính thưa chư cận sinh nam cận sinh nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Phật Thầy Giá. Dạ chúng con đã nghe âm thanh của ngài rất là rõ ạ. Dạ hôm nay là ngày đàm luận Phật pháp. Dạ xin quý anh chị trong đạo tràng có gì nào có thắc mắc gì là giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là chat chat trên màn hình để cho Trần Đạo đọc. Dạ kính mời quý anh chị ạ.
xin mời bàn tay của Xích Thôi kể ạ. Dạ, mô Phật. Dạ, con kính lễ đạo tràng, con kính lễ sư Trí Đức, con kính lễ sư Liễu Tông. Con thấy hoan hỷ khi sư Liễu Đông đã tới và đến giờ để cùng học hỏi với lời khai thị của sư Liễu Tông. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang. Bạch sư, con xin phép được gửi đến sư một câu hỏi là: chúng con là Phật tử đó thưa sư, chúng con tu như thế nào và tu cái điều nào để Phật dạy để cho phiền não nó bớt đi thưa sư? Thí dụ như sự tham muốn nó bớt đi, sự sân nó bớt đi và cái si nó cũng bớt đi. Con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Công việc của cần sư nào bồ sư nữ thì có 4 chuyện: thứ nhất là bố thí, thứ hai trì giới, thứ ba thiền chỉ và thứ tư thiền minh sát. À, thì quý vị phải học trong những cái đó. À, học thì mới có khả năng để mà hành nó bớt. Thứ nhất học bố thí để trừ những cái phiền não loại thô thiển. Rồi mình thì giữ giới thì mình trừ lại những loại phiền não bậc trung, tức là nó hơn chút. Mình hành thiền chỉ thì mình đè cái những cái phiền não nó lâu hơn. Mà nếu mà hành thiền minh sát thì nếu mà có đủ điều kiện thì có thể bứng rễ những cái phiền não. Thì bốn chuyện đó. Còn bên chư tăng thì có ba chuyện là giới định tuệ đó. Thì giới định tuệ là một, hay là bố thí, trì giới, thiền chỉ, thiền minh sát đó. Tất cả được Đức Phật thuyết giảng trong vòng 45 năm là khoảng 84.000 pháp môn, hay 84.000 bài pháp. Bây giờ tóm tắt 84.000 bài pháp đó thì nó còn bao nhiêu? Còn lại 37 pháp. Thì 37 pháp đó gọi là 37 phẩm trợ đạo. Rồi bây giờ nếu mà tóm tắt nữa đó thì còn bao nhiêu? Thì còn có 4, tức là tứ niệm xứ. Thành ra cái câu mà thường Đức Phật hay nhắc nhở chư cận sinh nam của sinh nữ như chư tăng đó là quá giá thầm mà sẵn khả ra bầm mà đề ná sẵn bà đề thạ. Đó là chê nhắc nhở cận sinh nam của sinh nữ, còn nhắc nhở chư tỳ kheo hay chư tỳ kheo ni đó. Quá giá thăm ma sẵn ca ra bà ma đề na vít ca vít ca vê sẵn bà đề thạ. Thì khi mà mình, tại sao Đức Phật thường thường Đức Phật dạy câu đó? Dạy câu đó là tình thương nói là mình không nên dễ vui. Thì thường thường mình chỉ biết bao nhiêu đó thôi, nhưng mà thật sự không nên dễ vui trong cái gì. Cái này chú giải giải thích rõ ràng. Không nên dễ vui là làm thế nào để cho giới định tuệ nó được phát triển đầy đủ, hoặc câu cây sinh nam và sinh nữ thì 4 điều chúng ta nói. Mà giới định tuệ mà được phát triển đầy đủ đó, cho cái sự không dễ vui là luôn luôn không thể xa rời cái tứ niệm xứ, tức là phải có niệm, có tinh tấn và có trí tuệ. Thì khi nào mình có được những cái đó, mình hành những cái pháp đó liên tục đó, thì chắc chắn là phiền não có ngày nó cũng sẽ từ giả mình mà để mà nó đi. Chứ còn bây giờ mình hành không trúng, bố thí mình không học, mình không biết làm bố thí như thế nào để cho nó trúng, mình cũng không biết bố thí như thế nào để cho nó có kết quả, không biết trì giới như thế nào để cho giới được trong sạch, khỏi cần nói tới cái chuyện định hay tuệ. Đó. Mình nhớ như vậy. Thành ra mình nói về 84.000 tập hộ pháp của Đức Phật thì nó nhiều. Nhưng nếu mình nói văn tắc như chúng tôi nói thì quý vị chỉ cần làm một chuyện thôi, tức là hành thiền tứ niệm xứ, được gọi là không dễ vui trong các thiền pháp. Nam mô Bồ Tát. Dạ, yeah.
Dạ mô Phật, con kính tri ân sư vừa giải thích cho con hiểu câu trên. Dạ thưa, con xin phép gửi tiếp qua, con nghe sư mới nói là cần có bốn việc cần phải làm. Thứ nhất là bố thí và trì giới. Thưa sư, bố thí như thế nào cho đúng thưa sư? Bố thí do cái tâm nào thì bố thí đúng? Kính ngài khai trí cho con ạ. Mô Phật, con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kim Bạch Chư Tôn Hiền Gia Kim Thưa Chư quý vị. Nói để cho quý vị hiểu và cũng tốn cả ngày. Vô trong cái trang web trung tâm hộ tông.org, trong đó có cái quyển sách của Ngài Thanh tới Ngài Hộ Pháp, đó là Tìm Hiểu Phước Bố Thí. Thì quý vị sẽ đọc sẽ thấy tất cả những cái chuyện mà người cần siêng nam, cần siêng nữ, ngay cả chư tỳ kheo, nếu muốn làm cho nó trúng thì phải biết hết tất cả chuyện đó ha. Cuốn sách đó không có dài, không có nhiều đâu, chừng gần 200 trang thôi. Ráng đọc để mà hiểu đi, chứ còn bây giờ hỏi cái chuyện đó, chúng tôi ngồi đây nói từ sáng tới tới chiều mai chưa xong. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ, trong khi con kính tri ân sư trước, và trong khi chờ đợi, con cũng chưa thấy có bàn tay của quý anh chị trong đạo tràng đưa lên. Con cũng nương theo cái duyên, con xin phép được sư chỉ dẫn tiếp cái bước thứ hai trong bốn pháp cần làm đó thưa sư, là trì giới hay là giữ giới cho được trọn lành đó thưa sư. Thì con thấy bên Phật giáo Nam truyền đó là sinh giới mỗi ngày hay mỗi lần vậy đó, chứ không phải là lâu lâu hay là sinh giới một lần. Cái điều này con cũng chưa được rõ lắm. Con kính thỉnh sư khai triển cho con được rõ. Con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kim Bạch Chư Tôn Hiền Gia Kính Thưa Chư quý vị. Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Quý vị vô chánh điện gặp một sư sinh thọ tam nguyên ngũ giới, bước ra khỏi chánh điện đó là bắt đầu đứt từ đầu chí đuôi rồi, không đứt thì cũng bể, không bể cũng hư giới rồi. Thì đâu phải nguyện trong vòng 24 tiếng sinh hoài vậy đó, sinh tiếp tục như vậy thì nó giúp cho mình có trí nhớ để mình giữ giới. Quý vị vô thọ sinh thọ tam nguyên ngũ giới rồi đó, chưa có nghĩa là quý vị là người giữ giới. Mà quý vị ráng không cho phạm trong ngày đó cũng chưa chắc được gọi là người có giới, nên nhớ chuyện đó. Bởi giới là cái thành quả giữa pháp học và pháp hành. Pháp học là gì? Khi mà mình xin giới đó, mình xin những cái chi, học du học cho hiểu cái chi, ví dụ như bố sát sanh có mấy chi. Nó, chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh thức tánh có thể giết ra sẽ giết chúng anh để đi đoàn tụ mấy đức. Thì khi nào gặp trong những trường hợp đó mà mình hành cho nó đúng mà mình không phạm đó, cái lúc đó giới mới phát sanh. Chứ không phải là xin là có giới đâu. Xin giới chưa chắc là gọi là người giữ giới, chưa chắc là người có giới, nên nhớ cái chuyện đó. Bởi vì cái thành quả nó phải tới nơi tới chốn nó mới thành cái đó được. Nó không phải là cái chuyện dễ giống như mình nghĩ muốn làm đấy. Thành ra cái chuyện giữ giới, với hai chuyện sau chúng tôi nói đó, giới, định và tệ đó, quý vị đọc trong Thanh Tịnh Đạo sẽ thấy rõ ràng, rất là rõ ràng. Ngài Bố Thái Cô Sà dạy rất rõ ràng, ráng chịu khó bỏ thì giờ ra học đi chứ. Thế còn bây giờ những cái đó mà cái hỏi từ đầu tới đuôi thì thôi chứ. Học mấy năm ông sư ông muốn được tròn lành mấy đó là phải ở thầy tới độ 5 năm đó, nói cho quý vị biết chứ. 24 trên 24 là phải học đó. Nam mô Bụt Thầy Gia. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ con thấy thôi kệ, tri ân ngài rồi. Dạ dân nước dân hoa nữa. Dạ cảm ơn Nguyên Trang, cảm ơn Trần Ngạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng có thể đưa những bàn tay hoặc có thể có những câu chích chát, và xin đạo tràng thông báo với những người bạn mà
chưa vào đạo tràng được thì áp cái nít Nhật Quỳnh đi cho nó dễ đi. Dạ, áp cái nít Nhật Quỳnh vô thì trong cái nít Nhật Quỳnh ở dưới nó có tên room, và chỉ cần lít vô cái tên room là quý vị vào đạo tràng được. Cái này là tại do ban thoát chứ không phải do chủ room. Dạ, kính mong quý vị hoan hỷ dùm. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, hồi nãy con kính bạch ngài, con kéo ngài không được, mà tới hồi con nhìn qua cái nít Hồng Nhật con thấy ngài BM nghe kêu con kéo vào mà con kéo cũng không được, lý do con vừa đích cho cái nít của ngài thì cái bản cấm nó nổi lên rồi. Dạ, con kính bạch với ngài là như vậy. Dạ, kính mời thôi kệ ạ. À, dạ, con kính lễ đầu trang một lần nữa. Dạ, cảm ơn sức Nhật Quỳnh. À, mời quý anh chị kêu là cũng tích cực tham gia vào buổi học và bữa nay do mẹ Liễu Tông hướng dẫn. Dạ, thưa bạch sư, qua sự khai chứng của sư thì chúng con thấy riêng con thôi ha, con thấy cũng khó, không phải vô sinh giới quy y mà là có giới đâu. Dạ, phải thực hành giới hay là sư mới nói là phải học giới. Dạ, giữ điều học thì mới có giới. Mà thưa sư mới nói là ngũ giới đó, mà mỗi giới đều có chi pháp của mỗi giới. Như vậy đó là chúng con cần phải học cho rành rẽ vấn đề giới, phải không thưa sư? Trước khi đi quy y thọ giới đó, chúng con phải học qua cái nguyên tắc chi pháp của mỗi giới, phải chi pháp của mỗi giới, phải không thưa sư? Con kính thỉnh sư khai trí cho con điều này ạ. Nam Mô Phật Thầy. Gia kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Nói ra thì nó hơi không được vui cho nhiều người. Cái cần trên Nam, cần trên ở Việt Nam đó, nói là thọ tạm nghỉ ngũ giới, nhưng mà thường thường là chỉ giả danh rồi chứ không có thành. Quý vị muốn thọ tạm quy đó, ít nhất quý vị phải biết mình xin nương nhờ ở ai và nương nhờ nơi cái gì. Quý vị phải hiểu rõ Đức Phật có bao nhiêu ân đức, Đức Pháp có nhiều ân đức, Đức Tăng có nhiều ân đức. Phải hiểu rõ ràng về mỗi cái ân đức có bao nhiêu chuyện phải hiểu rõ ràng. Thành ra khi mà được cái gì nào truyền đó, mình phải thấy những cái đó. Chứ không mình quy y là quy y cái ân đức của Đức Phật, chứ mình không có quy y tượng Phật, nên nhớ chuyện đó. Nhưng mà đa số Phật tử Việt Nam nói Phật tử vậy vui, chứ quy y toàn là quy y tượng Phật không à. Nhiều khi nói tiếng địa phương nữa chứ không hiểu ngôn ngữ Đức Phật nói là ngôn ngữ gì. Mình phải xin quy, xin thọ giới bằng cái ngôn ngữ của Đức Phật đã truyền ra đó. Mới thực sự là người thọ như vậy. Chứ không phải là khi không là con đem hết lòng thành kính lễ Đức Pháp qua đó gì là thành, không có phải đó. Cái chuyện đó rất đơn giản vậy đó. Thành ra đa số mình trên cái ông sư trên nói tiếng Việt, mình nói về ông sư trên nói tiếng Tàu, nói tiếng Tàu rồi nói tiếng Thái, Thái. Có lẽ chỉ có Việt Nam hay Tàu với Tàu mới là dịch ra cái tiếng ngôn ngữ địa phương để mà nói mới thôi. Cho tất cả nước Phật giáo theo truyền thống, Phật giáo truyền thống. Quý vị có thể đi qua Tích Lan, đi qua này kia không xong. Khi mà xin thọ cái đó đó là họ giảng giải đầy đủ rồi họ mới cho thọ. Họ giảng giải cái giới như thế nào, giữ như thế nào, nào rồi họ mới cho mình thọ. Chứ không phải là tự nhiên vô sinh là cho liền đâu. Mình có biết gì đâu, mình giữ mình thọ. Nên người nào xưa giờ mà làm mà không có đúng nên làm lại đi, chứ còn không là mình cũng giờ giống như mình nói chơi chứ không phải nói thiệt. Rồi còn đưa cho cái giấy nữa, giấy chứng minh là mình là Phật tử dùm dùm đó. Chúng tôi nói nhiều lần là chắc quý vị cũng buồn. Mai mốt gặp Dương Dương đừng có đưa cái giấy đó ra, đây đưa là vô chảo nhanh là người khác đó. Như vậy là dễ đâu. Anh đã về học đàng hoàng cho đầy đủ rồi mới tới chùa để xin để trở thành
nghe Phật tử đó gọi là Buddha Mamaka trước. Rồi sau đó là khi nào mỗi sáng đó có rảnh thì ghé chùa xin, không có rảnh tự mình xin thọ cũng được, ở nhà cũng được, thọ trước mặt cái bàn thờ Phật của mình đó mình xin thọ cũng được, để mình nhắc nhở thọ đó, để nhắc nhở mà những cái điều Đức Phật dạy mình không nên làm gì gì đó thì mình cũng không nên làm. Chứ còn nếu mà mình xin thọ rồi cái mình quên mất làm sao mà thành được. Bởi vì cái tật ý của mình đó, là mình con xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa cái đó thôi, chứ mình chưa phải là con xin vâng giữ điều học để có giới này giới nọ, không có ha. Nói tiếng Việt đó là khác rồi, thấy không? Thành ra mình ráng gắng mình học cho nó đàng hoàng rồi mình mới giữ. Chứ còn bây giờ mình không biết nó có bao nhiêu chi để phạm giới, bao nhiêu chi không phạm giới mà tạo nghiệp, thì làm sao mình giữ cái giới trong sạch được. Nó nhiều chuyện lắm. Có nhiều khi là mình chưa, cái giới đó chưa hoàn toàn đức, nhưng mà mình đã tạo nghiệp rồi. Đó là những cái chuyện là phải học hết á. Chứ còn không học, mình sinh thì cũng giống như là mấy đứa nít mà hồi xưa mà mới qua Mỹ, nó nói tiếng Anh giỏi hơn cái người lớn là tại sao? Tại vì Mỹ nói sao nó cứ nó lặp lại từ đầu tới đuôi, nó không cần biết thì nó ra đường hay nó gặp ai thì cái how you, why thank you, vậy nó làm một tràng, nó nhớ nhiêu làm đủ một tràng luôn. Thì cũng mình cũng vậy, nó mình cứ gặp ai cho mình cứ từ đầu đuôi mình cứ làm rẹt, nhưng mà nó không có thành. Làm phải biết nó là cái gì. Thành ra quý vị nào rảnh vô cái website của chùa Bảo Long đó, tức là trung tâm hội tông đó rồi gì đó, nó có cái quyển về quy tâm bảo của ngài Thanh đó, quý vị coi cho rõ ràng là trước khi làm gì phải làm cho là quyển quy tâm bảo, hoặc là tìm cái quyển là tìm hiểu phước bố thí này kim sùm đó như thế nào, nào là ngài viết rất rõ ràng. Là người đọc cái đó là hơi nhức đầu thiệt, nhưng mà rất là rõ ràng để cho mình có cơ hội để mình trở thành cái người mà nương nhờ nơi Đức Phật một cách đúng đắn. Nam mô Phật Thầy Giá. Dạ mô Phật, con thành kính tri ân sư. Dạ cũng kính mong quý anh chị hiện đang có ở trong buổi pháp đàm này, xin mời quý vị đưa tay lên để hỏi tiếp cho mình và cho mọi cùng người cùng nghe chung. Thưa sư, con xin phép nối tiếp với cái ý sư đã vừa khai triển đó, thì con có thắc mắc nhiều lần ở nơi bản thân con rồi. Xong rồi con cũng có hỏi một vị sư. Thì vị ấy nói rằng là Đức Phật á, ngài thông hết tất cả các ngôn ngữ, chứ không phải là tiếng Bali ngài mới biết. Cho nên khi mình hướng tâm tới lễ Phật hay là lễ bái ngài đó, dù không phải là tiếng Bali ngài cũng biết. Không biết cái điều này có đúng không thưa sư? Cho nên hồi nãy có nói vấn đề đó là thọ giới thì phải học tiếng Bali đó rồi để hiểu, và xin thọ trì giới quy y mới là đúng. Còn qua tiếng Việt thì chưa chắc là đúng, phải không thưa sư? Lại con cũng vì con cũng hỏi là không biết mình nói tiếng Việt, mình tụng kinh tiếng Việt thì có tới Đức Phật không? Thì nói là ngài thông hết mọi ngôn ngữ, cái chỗ này nó cũng hơi thuộc diện trí phàm phu của sư sư hiểu hà. Kinh con kính thỉnh sư khai thị điều này ạ. Nam mô Phật Thầy Gia Kinh Bạch Chia Tôn Hèn Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Ngài hiểu hết mọi ngôn ngữ, nhưng ngài lúc đó, ngài lúc quý vị sinh thọ tạm quy ngũ giới, ngài ở đâu? Ngài ngồi trước mặt mình à? Mình hiểu cái chuyện đó chứ.
Cái thứ nhất là mình dịch ra đó, khi mình dịch ra tiếng Việt đó, mình dịch để hiểu kinh điển chứ không phải dịch để tụng. Nên nhớ đó, sẵn ghi tị là mình tụng đó, là tụng bằng cái tiếng đó. Đó là lý do tại sao rất nhiều cái nơi mà người ta nghĩ người ta muốn coi những cái quyển sách đó của ấy, rồi người ta đều lấy cái bản Bali ra, người ta dò hết đó. Chứ người ta không bao giờ ta lấy cái bản của Thái hay của Miến hay là của Lào hay của Miên gì đó. Với cái ngôn ngữ đó là ngôn ngữ Đức Phật đã trước khi Ngài Niết Bàn, Ngài cũng đã nói rồi. Pháp nào ta đã tuyên thuyết, nào ta chế định cho các ngươi, pháp và luật ấy là thầy của các ngươi. Nhưng mà tại vì mình không phải là cái dân mà mình nói cái tiếng Marathi hay tiếng Bali đó, nên mình phải học để mình hiểu. Nhưng mà mình dịch ra để mình hiểu, chứ không phải mình dịch ra là để mình ôm cái đó để mình coi giống như là cái lời dạy Đức Phật. Từ cái ngôn ngữ này dịch ra cái ngôn ngữ nọ đó, quý vị có nghe cái chữ tâm sao thất bổn không? Đó. Nghĩa là bỏ một cái bản này, quý vị bấm số 3 vô máy Xerox là tam sao đó, 3 bản thành 9 bản, 7 bản. Nó bao nhiêu chuyện chứ, thành ra khi mình muốn học đó, mình phải học cái ngôn ngữ chính của Ngài. Ngài nói ngôn ngữ gì và Ngài truyền là cái ngôn ngữ đó mà Ngài nói trong vòng đó, bao nhiêu năm đó. Và những cái lời nói của Ngài đó là thầy, là người thế Ngài. Thành ra khi mình quy y những người đang ở trước mặt mình, họ có hiểu tiếng mình nói không? Nếu mình không nói tiếng Bali, phải không? Thì con mình nói tiếng mình ngồi trước mặt Ngài hồi thời đó nè, cái người mà được Ngài cho tơ thọ ê hỷ phí cụ, Ngài nói tiếng gì? Là trong kinh điển nó coi đi, Ngài nói tiếng gì? Có nhiều người đâu phải là ở cái xứ Magatha không đâu. Hồi thời Phật có tới 16 cái vùng khác nhau. Cái thời Ngài đi truyền đạo đó, 16 cái vùng đó đều nói ngôn ngữ khác nhau chứ đâu có giống. Nhưng mà tại sao Ngài chỉ nói ngôn ngữ đó mà thôi? Thấy không? Thành ra nên học cái ngôn ngữ đó đi. Còn cái mình tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng gì đó, để hiểu cái loại ngôn ngữ đó. Tại vì mình giỏi ngôn ngữ đó, mình đọc, mình dịch ra, mình đọc ra để mình hiểu cái kia. Chứ khi mà mình tụng, mình không có nên tụng cái tiếng ngôn ngữ địa phương. Nó nhớ vậy đó. Mình chung là tụng về dễ ồn, nói gì đâu. Phải không? Quý vị thông tử bữa nào có dịp đi mấy nước lân bang theo Phật giáo truyền thống của họ, mỗi lần họ tụng sao? Thì Việt Nam mình là cái đè đầu ra tụng tiếng Việt, mà chưa chắc lời dịch nó đã trúng nữa. Phải cố gắng đến nhất vào cái căn bản đó. Cũng giống như vậy, nào ở Mỹ hay ở Úc à. Khi mà mình thi vô dân Mỹ, dân Úc đó, mình không giỏi tiếng Mỹ, tiếng Úc. Nhưng mà nhất với cái căn bản phải biết, mình mới thi vô làm cái dân, công dân xứ của họ được chứ. Thấy không? Hay là mình nói tiếng Việt. Cái căn bản đó phải là như vậy. Nên nhớ những cái bản dịch ra tiếng này tiếng nọ đó là chỉ để hiểu cái ngôn ngữ đó mà thôi. Nhưng mà cái ngôn ngữ Đức Phật nói ra là mình phải học tụng. Thành ra các nước theo Phật giáo truyền thống là bắt buộc ông sư là phải đi học một số cái căn bản về cái ngôn ngữ đó. Có thể mình không giỏi nhưng mà học để mình hiểu được, mình làm được này làm được nọ, chứ đâu có phải mà mình ấy đâu, phải không? Mình nhớ chuyện đó. Nam mô Phật thầy á. Dạ một Phật, con tri ân sư đã cho con rõ được chi tiết. Dạ bây giờ bạch sư, sau lại Ngài lại nói cái xứ của Ma Cà Thá như là Ma Kiệt Đà dịch qua tiếng Việt. Vậy thưa sư, tại sao Ngài dùng ngôn ngữ ở xứ đó? Và nói chung là tất cả các nước theo Phật giáo truyền thống đó thì đều thuộc phải đọc kinh qua ngôn ngữ đó, phải không thưa sư? Mà nguyên nhân nào Ngài lại nói của ngôn ngữ xứ Ma Kiệt Đà? Con kính thỉnh sư ạ.
Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Bởi ngôn ngữ đó, đó sau này đó, các nhà mà về ngôn ngữ thì gọi ngôn ngữ Bali là vậy đó, là cái ngôn ngữ từ cái thời tạo thiên lập địa đó, ngôn ngữ của Phạm Thiên, những người mà xuống trái đất đầu tiên là Phạm Thiên nói ngôn ngữ đó. Ngôn ngữ đó được truyền cho tới khi Đức Phật Bồ Tát ra đời tại ở tại gần cái xứ đó, gần cái xứ Magatha đó, thì ngôn ngữ của họ gọi là Magathi, thì ngài truyền đạo bằng ngôn ngữ Magathi. Nhưng mà thường cái ngôn ngữ của người đời thường nó hay bị biến đổi đó. Thành ra các nhà về ngôn ngữ học đó giữ lại cái ngôn ngữ chính của Đức Phật nói đó. Thành ra họ có một số cái điều mình gọi là văn phạm đó, quay ra cà ná đó, để giữ ở cái tiếng cái chữ đó đó, phải chia như thế nào, làm thế nào nào, họ đều giữ rất là chặt chẽ. Thì họ đổi thành cái tên là Bali, với cái định nghĩa của chữ Bali là gì? Buddha quá trà năng ba lê ti trị ba lý, ngôn ngữ nào bảo trì toàn vẹn lời dạy của Đức Bổn Sư, ngôn ngữ đó được gọi là Bali. Thành ra bây giờ mình gọi Bali chứ, tức là cái gốc của đó từ thời Đức Phật là ngôn ngữ Magathi. Nếu hiểu cái đó mình phải nghiên cứu, mình vô mình học, mình vô mình làm học trò ngà, mình không hiểu mấy cái đó là một điều thiếu sót ha. Nam mô Phật Thầy ạ. Dạ Bố Phật, con kính tri ân sư. Và nhân đây cũng mời quý anh chị tiếp tục gửi câu hỏi lên sư Hữu Tông để cùng sinh hoạt giờ này. Con xin gửi mic lại cho Rung ạ. Nam mô Bích Tha dạ. Dạ, sa thú chúng con hành kính thỉnh lễ tri ân ngài Liệu Tông đã từ bi giảng dạy những câu hỏi của Thôi Kệ. Dạ rồi, kính mời Vinh Minh Tâm. Dạ, kính cảm ơn Thôi Kệ đưa ra những câu hỏi để Nhục Quỳnh có thôi kiếm lại ha. Dạ, để Nhục Quỳnh cũng được học rất là nhiều. Dạ, mời Vinh Minh Tâm nha. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, và trước hết còn kính đảnh lễ và vẫn an sức khỏe sư Liễu Tông, sư Trí Đức, và kính đảnh lễ chư tăng ni. Và kính thưa sư Liễu Tông, nãy giờ nghe sư thuyết giảng thì con chỉ muốn đặt một cái câu hỏi để hàng Phật tử chúng con hiểu cho rõ là ở chỗ rằng là khi mà mình tụng kinh trì giới, mình bố thí, hoặc là mình làm phước, hoặc mình cầu xin, mình làm cái vân vân, thì theo những người Phật tử dân gian người ta nghĩ rằng là có Đức Phật chứng giám, tức là ông Phật cũng nhìn cũng thấy cái đó. Và thỉnh sư giảng dạy ở cái điểm này, tức là Đức Phật ngài nhập niết bàn rồi. Nhưng mà ngài có ở trên đó, ngài có dòm xuống từng người Phật tử để xem coi đứa nào nó tu nhiều, đứa nào nó tu ít, rồi cho cái này tặng cái kia rồi hay không. Và con kính thỉnh sư Liễu Tông giảng dạy cái điểm này để người Phật tử Việt Nam họ tin rằng là Đức Phật ở trên vẫn nhìn thấy. Thì con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Phật Thầy Giá Đưa, kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Đức Phật đã niết bàn rồi mà ngài ngồi đó, ngài nhìn xuống đầu, ngài thấy, ngài dùng cái gì ngài nhìn. Phải không? Cái người mà đáp bà đi niết bàn á là chẳng còn cái gì hết, là lấy cái gì mà nhìn. Cái thứ hai đó, chắc là nếu mà ngài có ngồi trên đó, ngài cũng không có quẩn nếu mà nhìn xuống mấy đám tào lão như này đâu. Những người nào mà hữu duyên với ngài đó, ngài đã nhìn trong 45 năm của ngài rồi. Mỗi năm đó, mỗi một ngày là trong vòng 45 năm, mỗi ngày ngài dùng cái dòng trí của ngài quét cả cái vũ trụ này đó. Buổi sáng một lần, rồi buổi tối một lần. Thì chúng sanh nào có duyên với ngài, ngài đều tới để đổ đó, chứ không có dòm nữa. Ngài có quẩn mà ngồi xuống ngó lại để coi mình ở đâu, ngài xuống ngài đổ. Ngài có ngó, ngài thấy mình đi nữa, nó thật chứ bây giờ ngài cũng không có xuống đâu.
vậy mình là cái thứ quá dỏm, ngày chú chị ngày nói xong mình cũng không hiểu gì hết. Mình chỉ được con cái là nguyện gặp Phật, chúng tôi nói hoài gặp để làm gì, xin chụp hình để đưa lên Facebook à. Nên nhớ đó, 45 năm trường của ngài, mỗi ngày ngài cùng hàng ngàn chư vị tánh tăng đi 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 trì bình đó, có bao nhiêu người nguyện gặp Phật hồi thời trước cũng chỉ được để bát cho ngài mà thôi, phải không? Bây giờ muốn nguyện gặp Phật để được cái gì thì mình phải học cái nè. Đức Phật về sau cũng sẽ dạy những cái gì Đức Phật hiện tại đang dạy. Mình được cái cơ hội, cái phước là mình đã còn lại trước mặt mình, mà mình không chịu học, mình chuẩn bị gặp Phật để làm gì thì cũng chỉ để bát cho ngài hoặc xin chụp hình lên Facebook nữa thôi, chứ có làm gì đâu. Thành ra mình muốn gặp để có kết quả thì những cái gì còn lại của Đức Phật hiện tại đó, mình ráng mình cố gắng mình thâu nhét vô cái não mình á, để tạo một cái tiền nghiệp cho lúc mình gặp vị Phật mới đó, ngài nói anh cậu mình có thể mình hiểu, hoặc là mình có khả năng để mình hỏi ngài để mình hiểu những cái gì vẫn còn động trong cái não của mình. Chứ bây giờ thật sự ra ngay cái Quỳnh Minh Tâm mà lỡ gặp Đức Phật, ngài ngó Quỳnh Minh Tâm ngài cười cười thôi, chứ chắc ngài không hỏi gì đâu. Hỏi Quỳnh Minh Tâm cũng đâu biết được đâu trả lời, mà ngược lại Quỳnh Minh Tâm chẳng biết gì đâu để hỏi ngài, thấy không? Nó không có Đức Phật nào mà ngồi trên mà coi ở dưới đó nó làm gì cả. Xung quanh nhiều khi có chư thiên mà thấy mình còn ớn thấy mồ ở đó. Nó mô Phật thầy á. Dạ mô Phật, con kính tri ân sư mới giải thích câu hỏi của huynh Minh Tâm. Con xin phép sư cho con gửi câu hỏi kế tiếp. Như vậy vừa rồi sư nói đó, vậy thì cái ngôn ngữ mà Đức Phật giảng pháp đó là ngôn ngữ của bậc Đại Phạm Thiên khi xuống dưới cái quả địa cầu này, phải không thưa sư? Là vì Đức Phật là thầy của trời người, trước khi là của trời, là của chư thiên, thì ngài nói ngôn ngữ của chư thiên đó thưa sư, rồi sau đó loài người phải học ngôn ngữ đó, phải không thưa sư? Con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, dạ kính thưa chủ gì, nãy giờ chúng tôi nói với cái vị hỏi đó không có nghe rõ hay không? Cái ngôn ngữ của những cái người đầu tiên xuống cái vũ trụ này thời tạo thiên lập địa, cái đó gọi là mu lá pha xả hay là tanh tị pha xả, tức là cái ngôn ngữ mà cụ bậc trí mà được sử dụng ở trong cái 31 cảnh giới này, chứ không phải là một trong những mà cái cõi mình hay là cõi nào cả. Đó. Cái người đầu tiên xuống để thỉnh Đức Phật thuyết pháp này là ai? Phạm Thiên Sampati. Trước khi mà mời chư tăng lên ra tụng kệ kinh tỉnh chư thiên đó, thấy không? Là do cái lời của ngài đã thỉnh để ngài thuyết pháp. Vì họ chư thiên nói tiếng cái gì? Pau Thê Qua Manusa Mangalani đó, trong bài kinh Ban Tám Pháp Lành đó. Chư thiên và nhân loại tới gặp ngài cũng hỏi bằng tiếng Bali, thấy không? Như là Manus thứ thiệt ấy, chứ còn Manus dỗm như mình không biết tiếng Bali đâu. Rồi hỏi cái mấy chúng sanh mà ở đường 44 được đạo có nói tiếng Bali không? Đây nè, ngồi nữa rồi gặp ngài Trương Lão rồi hỏi cái cậu kinh pháp cú mà mấy cái anh ở dưới địa ngục anh ra rú lên cúi sụ ná sổ đó, nó nói tiếng Bali chứ tiếng gì? Chỉ có mình thì không cái loại ngôn ngữ của chư Phật thôi, chứ cả ba cõi sao đường này đều dùng ngôn ngữ đó. Khi mà đúng là thiếu ma cụ sẽ ra thăm ma, bây giờ cái ra thăm ma là tiếng gì vậy? Mình không có duyên cái ngôn ngữ đó, anh ra mình gặp được cái Phật giáo, mà cái Phật giáo là biến thể rồi, thành nó mới vẫn lang thang bốn ba cõi sáu đường là vậy đó. Nó mô với thầy giá.
Dạ, sa thú, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Hiệu Tông đã trả lời câu hỏi của Sích Thôi Kệ. Và Thôi Kệ có vừa ý chưa? Dạ, cho phép Ngược Quỳnh hỏi câu hỏi của chị Mách Ta nha. Dạ, nhà con xin hết câu hỏi của chị Mách Ta. Dạ, chị Mách Ta còn trước máy không? Dạ, Ngược Quỳnh xin hỏi câu hỏi của chị nha. Chị Mách Ta ơi, dạ. Dạ, như vậy phải đọc bằng tiếng Pali khi thọ giới. Dạ, chị Mách Ta hỏi Ngài là có phải mình khi thọ giới mình phải đọc Pali không bạch Ngài? Dạ, cảm ơn chị. Dạ, con kính nhân mít đến Ngài. Nam Mô Bích Tha giá. Nam Mô Bích Tha giá, kính bạch chư Tôn Hiền giả, kính thưa cho quý vị. Như vậy ở bên đó đi chùa Thái vô mà không có xin giới hả? Có xin thọ không? Chúng ta đọc bằng tiếng gì? Nào là nó nước nào đó con dùng cái tiếng đó đó. Mà quý vị là người Việt Nam, quý vị vô chùa Thái, chùa Miên, chùa Lào, mà quý vị lên tiếng xin để thọ tam quy ngũ giới bằng tiếng Bali được đó, họ rất là quan nghĩ. Nghĩ gì, có những cái chúng sanh ở gần họ vẫn nói được cái ngôn ngữ của Đức Phật, chứ không phải chỉ riêng như vậy đâu. Không tin thì cứ học học một số căn bản mà đi về sinh giới sinh đồ này kia đó. Bữa nào lên rảnh ghé thì ông điện này đọc câu lên coi mấy ông sư không có biết gì không, giờ ông cho lại bằng tiếng gì, hoặc là vô chùa Thái, chùa Miên, chùa Lạ gì cũng được. Ngôn ngữ đó đó là ngay cái trong room này nè cũng vậy chứ cũng cho bằng tiếng Bali với tiếng gì. Điều người Việt mình thì lịch sự hơn, cho rồi dịch luôn cho mình hiểu nữa. Đọc Bali xong còn đọc tiếng Việt nữa. Chứ còn mấy thứ khác là đọc tiếng Bali không mà thôi. Bởi cái đó là căn bản người Phật tử sau khi đã tự nguyện nương nhờ nơi Đức Phật đều phải biết cái căn bản đó. Nhưng mà tam quy ngũ giới để chính ấn Đức Phật, chính Đức Phật, chính Đức Tăng. Và một số cái bài kinh căn bản hàng ngày mình tụng, như bài Metta, bài Karani hay là bài Ratana Sutta rồi này kiếm xong nó phải biết thì sợ à. Chứ còn không tối ngày mình không biết, mình cứ tụng, mình tụng tiếng Việt thì chứ mình với mấy người xung quanh mình nghe hoài thôi, chứ chư thiên nhiều khi họ xuống họ còn không biết. Nếu mà chư thiên họ biết tiếng Việt thì đỡ mình, họ lên khỏi đó họ có ngôn ngữ của họ. Nhưng mà cái ngôn ngữ mà được vũ trụ xài đó là ngôn ngữ Đức Phật dùng đó, nó có thể giá. Dạ, sa thú lanh thai, con đã thấy chị Metta tri ân ngài rồi. Dạ, kính chào Vinh Đạo Vinh vừa vào đạo tràng. Dạ, Vinh vào đạo tràng, có câu hỏi không thì đưa bàn tay lên. Dạ, Vinh xin nhường mic. Dạ, kính chào Bí Ngô vừa vào đạo tràng. Dạ. Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị và mời những câu chết chát ạ. Nam Mô Bích Tha giá. Nhật Quỳnh thấy Sài Gòn hôm nay vào sớm và cũng cười tươi lắm. Nếu mà Sài Gòn có chuẩn bị câu hỏi thì kính mời bàn tay Sài Gòn. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, kính mời Định Tuệ Song Tu. Dạ, mời tất cả quý vị trong đạo tràng ạ. Có thể đưa bàn tay mình lên và có thể có những câu chết chát à. Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, con chưa thấy có câu hỏi, con xin hỏi Ngài giải thích giùm con á. Tại con học ở bên lớp học Bố Thác Thâm Vá, nó có nhiều cái câu mà con cảm ơn Sài Gòn. Dạ, nhờ nhiều cái câu mà con thấy con không biết hỏi được. Nên con xin đem về đây hỏi Ngài. Ngài dạy con thì con nghe, nhưng mà con cũng hỏi ạ. Dạ, thường ở ngoài đời á bạch Ngài, thì người ta thường nói vậy nè. Ồ, ông bà mình để đức lợi cho con cháu, hoặc là con cháu còn nhờ hưởng đức của ông bà. Thì câu hỏi của con á là những cái quả phước thiện, những quả phước mà hiện tại mình có được đó bạch Ngài, do mình đã tu tạo hay do ông bà mình để lợi theo cái Phật pháp đó bạch Ngài, Ngài chỉ dạy cho con. Nam Mô Bích Tha giá, con kính nhân mít đến Ngài ạ. Nam Mô Bích Tha giá, kính bạch chư Tôn Hiền giả, kính thưa chư quý vị. Đời sống hàng ngày của mình dựa vào hai chuyện, thứ nhất là biệt nghiệp và thứ hai là cộng nghiệp.
những cái gì mình hưởng là do cái biệt nghiệp, tức là mình đã tạo. Con cái là mình cũng hưởng nhưng mà nó không đầy đủ, nhưng nhờ người khác giúp đỡ một phần để cho nó đầy đủ, thì cái đó là cộng nghiệp. Thành ra cái chính thì vẫn là cái của mình, chính là người của mình. Còn cái kia là cái phụ, nếu mình có cộng nghiệp tốt thì nó mới phụ. Còn nếu mình không có cộng nghiệp tốt mà mình chỉ có cái cộng nghiệp xấu thì nó, mình làm tới đâu cũng bị người là kiếm chuyện để cho nó hư thêm, cho nó không có được thành. Đó là lý do tại sao mà mình không có nên gây thù gây quán với người xung quanh là vậy đó. Bởi vì những người đó là cộng nghiệp với mình, cộng nghiệp. Thành ra khi mình làm, họ thấy mình làm thiện, họ cũng là người có tâm thiện, tâm hồn nghĩa cao thượng, thì chắc chắn là họ sẽ giúp. Thì cái đó là cộng nghiệp, nghĩa là mình có một phần nhưng mà nó chưa đủ. Ví dụ như mình nói gì hiểu đi, mình là tính mua cái vé phi cơ mà 1.000 mà mình chỉ có 950 thôi. Thì cái anh đi bên cạnh, anh thấy anh nói thôi nè, tôi cho anh 50 nó cho đủ nè. Dù rằng có thể mình không biết họ là ai. Cái chuyện đó ngoài, quý vị nhiều khi đi mà chợ, mấy bà đi mà chợ dễ thấy cái đó thường thường lắm. Nhiều khi cái người ta đi, người ta mua đó, ta thiếu mấy đồng, 50 đồng, 20 đồng gì đó. Thì cái người đứng sau, nhiều khi họ rất là sẵn sàng, họ móc túi ra, họ giúp. Vì cái đó là cộng nghiệp. Còn cái biệt nghiệp của họ đó, ta chỉ có tới số đó mà thôi. Đó là lý do thì mình đừng có dựa vào cái phước của người khác, bởi vì cái phước khác mình, nếu mình không có cộng nghiệp với họ đó, mình họ có cho mình cũng không có xài được. Thành ra cái quan trọng là do cái của mình. Cũng giống như cái chuyện mà hộ niệm rồi này kia, hồi xưa giờ chúng tôi vẫn nói đó, mình nên hộ niệm do chính mình vẫn tốt hơn là mình chờ ông sư nào đó hộ niệm cho mình. Cái chuyện mà ông sư hay bà sư mình nhận là hộ niệm cho mình là cái chuyện đó là tào lao nhất. Xin thưa với quý vị đó, anh nói ra thì nhiều người buồn với cái đó tào lao nhất. Chúng tôi thí dụ có người lại nhờ chúng tôi, nhờ hộ niệm dùng cái bà đó 85 tuổi rồi, mà nhờ tôi là ông sư là thất thập cổ lai Mỹ, mà tôi nhận lời để hộ niệm cho bà là tào lao. Không ai bảo đảm cái ông sư mà thất thập cổ lai Mỹ chết sao cái bà 85 tuổi cả. Nhiều khi mới ấy đó, bà đâu, bà ra bà chưa chết, ông sư cũng chết rồi, thì làm sao mà bà ông lấy gì, cái lý do gì mà ông đi hộ niệm. Bởi vì cái chết con người ta đó, chết bất cứ lúc nào không ai biết, chết trên giường dưới đất hay là chết ngoài sông trên biển gì rất mấy bài chết thì không ai biết chết lúc nào. Giờ mình dám hứa người ta để mình làm chuyện đó cho người ta, phải không? Nhưng mà nếu mà mình ráng mình học một câu kinh pháp cú hay bất cứ cái gì đó, nghe đụng cái phi cơ mà nó báo động và có thể rớt xuống ấy, là mình nhắm mắt lại mình đọc cái câu kinh pháp cú đó, là mình tự hộ niệm cho chính mình là cái điều căn bản và chắc ăn nhất, chắc chắn nhất, không ai có thể chối cãi được cả. Còn bây giờ tâm mình cái ông sư đó ông hứa ông ấy mà giờ ông không biết, ông có biết mình nguy hiểm không, để ông tụng kinh cho mình rồi này kia chồng, thì cái tâm mình lúc đó là cái tâm gì? Cái lục cận tử nó phát sanh với cái tâm mình nó dao động như vậy đó, thì nó đi xuống theo chiếc máy bay đó liền, chứ làm sao đi lên được, thấy không? Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện nương nhờ người khác đó. Mình phải tự tạo nghiệp cho chính mình, cái biệt nghiệp đó nó vẫn có nhiều cái cơ hội để nó cho cái quả chắc chắn hơn là cái cộng nghiệp với người khác. Nam mô Bồ Tát giá. Dạ con thấy chị Nhật Quỳnh đã kính tri ân ngài. Dạ con xin đọc câu hỏi của Bí Ngôn. Dạ cho con hỏi một câu. Có vị sư tu ở Miến Điện về bảo con lâu lâu nhịn ăn một ngày để hồi hướng ông bà cha mẹ. Ngài cho con hỏi điều đó có đúng theo giáo pháp Đức Phật không thưa ngài? Con kính đảnh lễ ngài, ngài Trí Đức và kính chào đạo tràng. Dạ con xin dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị.
Thì vậy là mình hồi hướng cái đói của mình cho người khác à? Mình cho người ta phải cho đồ tốt. Nhìn ăn không có phước gì cả. Mình nhớ chuyện đó. Thường thường đó là mình, nghĩa là cái phước mà hướng cho người khác nó tùy theo cái nhân quả, nhân duyên, nhân quả. Đa số những cái người quá giảng đó, họ cần cái phước là cái gì? Là cái loại thức ăn. Mình nói phước mà nổ phước là cho cái đó là quý vị đọc trong cái mấy bài kinh mà hồi hướng nó quá thành thực phẩm mùi hương tỏ lòng là vậy. Cái phước đó nó phải tương ứng với cái nhân duyên đồ này kia sùm, chứ đâu phải là mình muốn làm gì cũng có phước được. Mà cái chuyện mà ví dụ mình cho cái đó, mình cho của cho tới cái người đó đó, ít những người đó phải tám giới trở lên thì cái phước đó mới đủ năng lực để mình hồi hướng cho người chết. Chứ còn dưới tám giới thì không có đủ năng lực. Chúng tôi lúc trước có đọc về trong cái chuyện tiền thân Đức Phật ấy. Mình có kể cho quý vị nghe đó, liên quan tới một cái quý mạng, quý mạng nó bị tạ, tức là cái gần nhà quỷ mà nó có lâu đài á. Kiếp trước làm ác mà vẫn bố thí dẫn đồ đó, thì Bồ Tát tức là tiền thân của Đức Phật mà chúng tôi không nhớ trong truyền tiền thân cho mấy, thì đi tàu thì tới cái đảo thì bị tàu chim thì súng nhập leo lên đảo thì thấy có cái lâu đài mà không thấy người. Nhưng mà đi khi lên tiếng thì có người trả lời. Thì cái người đó nó hỏi một cái loài ngạ quỷ mà có quy mạng, tức là có lâu đài đó. Đại khái là ác làm thiện dùm dùm đó. Thì hỏi tại sao không cho thấy, nó ta cho thấy không được, tại vì không có quần áo mặc, là phải giống như lọ thể đó. Thì Bồ Tát mà hỏi làm thế nào để hết được cái đó. Người bạn đại khái là nói là nghe dân cúng y áo tới cái người mà thọ tám giới trở lên thì hồi hướng phước báo thì sẽ được. Thì Bồ Tát hỏi trong cái đám mà bị chiêm phạm có ai không, thì không ai thọ tám giới, chỉ có mình ngài là có thọ thôi. Thành ra họ mới đem cái giải đó đi dâng cho ngài. Ngài mới hội hước báo thì cái ngà quỷ đó nó hiện ra, có quần áo mặc đàng hoàng. Thì đó cho thấy là cái tối thiểu đó là mình phải dâng cúng tới cái vị tối thiểu phải tám giới trở lên. Chứ còn dưới đó thì nó có phước, nhưng mà cái phước đó không đủ năng lực để cho người khác. Cái thứ hai là khi mình làm phước rồi phải hồi hướng liền, chứ không có chờ. Cái này vừa vào đâu, vừa vào chuyện Du Bình Sa Vương á. Du Bình Sa Vương nằm mơ thấy thân nhân đó, thân nhân là ngạ quỷ mấy chục kiếp rồi đó. Thì tới làm lễ dâng cho chư Tăng xong, tối đó vẫn nằm mơ thấy như thường. Thì vô trình Đức Phật biểu ngày mai trở lại làm phước. Tại sao Đức Phật nó ngồi để ta dạy cho hồi hướng? Bởi vì làm nó hồi hướng liền. Thì từ khi mình làm, quý vị đọc trong bài kinh Tỷ Lô Của Thả đó, tức là khi mà những chúng sanh đó đó, nó giống như là nó có cái thần giao cách cảm, khi nó biết thân nhân của mình mà làm phước thì nó hay lãng giảng đó để chờ. Chứ còn bình thường mà nếu mà không có cái này thì nó có những cái được chúng sanh mà mỗi cái chỗ nào nó có cái những công việc của họ, chứ đâu đánh đâu ấy mà lang thang gần mình hoài. Thì cũng vậy, giống như quý vị sáng mà quý vị thấy ông sư đứng ở mình quát trước ấy, quý vị đang làm gì đó, quý vị nghĩ rồi chút nữa ta ra đem đồ ra thì dân cúng ông sư, thì ông không có chờ đâu. Ông chờ hết giờ qua ông sao ông ăn đó. Anh ta phải làm liền. Đó là những cái chuyện mà quý vị nên lưu ý để khi làm nó mới thì họ mới nhận được, người quá giảng mới nhận được. Còn khi nào mình làm bất cứ cái gì đó nó có phước thật sự là mình hồi hướng mới được. Chứ còn khi không có nhìn đói thì phước đâu. Nó mô Phật Thầy dạ. Dạ
Dạ, thưa sư, con kính tri ân sư giải đáp cho đạo tràng nghe trong câu hỏi vừa rồi. Con xin hỏi tiếp thưa sư, là như vậy còn một cái loại tiếng Sanskrit đó thưa sư. Kinh điển lời Phật á, mà qua tiếng Sanskrit có nghĩa là cũng không phải của Phật phải không thưa sư? Xin sư khai trí chỗ này. Những vị mà học qua tiếng Sanskrit đó thưa sư, vậy cũng tiếng Đức Phật giáo hóa 45 năm chỉ có tiếng Bali mà thôi, không tiếng Sanskrit phải không thưa sư? Con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Đức Phật chỉ dạy tiếng Bali mà thôi, tiếng Sanskrit không được. Và quý vị muốn biết tại sao không được? Vì vô trong tầng luật của ông sư đó, có một hai vị tỳ kheo tới xin đi dịch từ tiếng Bali ra tiếng Sanskrit, Đức Phật cấm, không cho làm. Bởi vì tiếng Sanskrit đó, nó có những cái nó không thể diễn tả được cái thực tính pháp giống như cái ngôn ngữ Bali. Ngôn ngữ Bali đó, như kỳ trước chúng tôi có nói rồi đó, có thể diễn tả cái vấn đề bình rất bình thường, có thể diễn tả một vấn đề bình thường nhưng mà có cái thực tính pháp trong đó, có thể diễn tả vấn đề bình thường có một nửa thực tính pháp trong đó được. Thí dụ chữ Bali mà chữ Bathawi rồi, bởi vì từ Bathawi mình dịch là đất rồi, hiểu theo cách thông thường là chế định bình thường thôi, tức là đất, đất là chế định, nó không có thực tính pháp. Nhưng mà mình niệm cây xả mà cái mình thấy cái chất đất á, đất tức là cái trạng thái cứng hay mềm á, thì cái đó là thực tính pháp. Mà là thực tính pháp. Mà bây giờ mình niệm cây xả mình không thấy được cái thực tính pháp 100% vậy. Mình chỉ thấy có một nửa thôi, tức là mình thấy là vật bất tịnh, bất mỹ, hay là mình thấy màu, thì mình có thể hành thiền chỉ được, tức là nó chỉ có một nửa thực tính pháp mà thôi. Nó là làm đối tượng cho thiền ấy được. Thế nên ngôn ngữ Bali có thể là chế định 100%. Có thể có chế định có nửa thực tính pháp, và có thể vừa diễn tả chế định vừa diễn tả thực tính pháp 100% được. Còn cái ngôn ngữ Sanskrit thì nó không được cái đó, nó không có hoàn hảo như ngôn ngữ Bali. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, con thấy chị Thôi Kệ đã kính tri ân ngài ạ. Dạ, kính mời quý anh chị trong đạo tràng có thắc mắc gì giơ tay. Dạ, xin mời huynh Minh Tâm. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe sư Liễu Tông. Dạ, kính thưa sư, có một số người họ nói rằng là khi mà người chết á, dạ, thì phải tụng đúng cái bài kinh cầu siêu thì cái người đó mới được siêu. Mà theo như sư Liễu Tông dạy đó, thì mình trước khi chết mình hướng cho cái tâm mình đến cái thiện pháp thì mình siêu. Dạ, thì thỉnh sư giảng dạy cái điểm này rằng là có nhất thiết là phải trước khi chết phải nghe được cái bài kinh cầu siêu đó thì mình mới siêu hay không? Dạ, tức là cái bài chính gốc đó. Dạ, con kính thỉnh sư Lữ Tông. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, dạ, kính thưa chư quý vị. Khi chúng sanh đó là cái tâm tử nó diệt rồi thì automatic siêu chứ không cần cầu gì đó. Không cầu hết rồi. Nhưng mà khi chúng sanh, từ chúng sanh mà đi đoàn tụ nó có ba hàng khác nhau. Hàng thứ nhất là quá nhiều phước đức, nhắm mắt là thấy cây ngồi cây trên cung trời rồi. Cái thứ là má quá mức,
vừa nhắm mắt xong mở mắt ra thấy xung quanh toàn là chảo, à, xung quanh chảo. Thành ra hai cái hạng này cầu hay không cầu cũng siêu siêu liền. Cái hạng thứ ba đó, tại sao mình phải tụng kinh? Cần cái người hộ niệm hoặc là chính mình hộ niệm cho mình, là người thứ ba ác cũng làm, thiện cũng làm. Thành ra cái lộ cận tử lúc mà chưa chết nè, lúc mà lộ cận tử nó phát sanh đó, thiện thường cái tâm nó dao động giữa ác với thiện. Thành ra nếu mình có được cái sự hộ niệm của chính mình đó, hoặc của người bên cạnh cũng được, nhưng mà rất hiếm cái người bên cạnh làm được cái việc đó. Thì khi cái tâm mình mà nó nằm giữa thiện giữa ác đó, nếu mình tụng được câu kinh pháp cú thì cái tâm nó trở thành tâm thiện liền. Dù là thiện ly trí nó vẫn là thiện pháp, thì nó mới giúp mình đi lên, chứ không có ma nào có khả năng giúp mình đi lên được đó. Đó, cái đó tự mình tạo. Cái nghiệp mình làm rồi đó thì chắc chắn nếu nghiệp ác là đi xuống, mà nghiệp thiện lên. Nhưng mà có những người ác cũng làm, thiện cũng làm, nên là cái tâm dao động trong lúc đó, đó thì cần có sự hộ niệm. Mà cái sự hộ niệm bảo đảm chắc chắn nhất là chính mình hộ niệm cho chính mình là nó mới chắc. Bởi cái thời gian đó mình không biết lúc nào mình đưa ngồi trên phi cơ thì ma nào ở dưới đất biết mình ngồi đó, ấy thông tin nó chưa biết được làm sao nó hộ niệm cho mình là tụng cái gì, phải không? Thành ra cái hộ niệm là mục đích giúp cho người đó bình tĩnh để nếu kéo cái thiện pháp trở lại được mà thôi, chứ không có giúp cho người đó siêu lên siêu xuống gì cả. Bởi vì cái người đó mà nếu mà lúc đó không bình tĩnh mà mình cứ tụng hoài, thứ nhất là tụng Bali nữa họ không hiểu, tụng hai ly rưỡi cũng không hiểu, mà tụng tiếng Việt họ càng là họ không có nắm bắt được, nó tiêu luôn, thấy không? Thành ra cái chuyện tụng hay không tụng cái tiền nó không quan trọng, cái quan trọng là làm sao để cái lộ trình tâm mình lúc đó nó là thiện pháp. Cái lộ cần tử đó, chiệt tăng sẵn cái thể đú giá trị và trị căn cả, lộ cần tử có ác pháp, người đó đi bốn đường ác đạo. Chiệt tăng ngà sẵn cái kỳ lý thể xu cái tị và tị căn cả, lộ cân tử người đó có thiện pháp chắc chắn người đó sẽ đi về cõi an vui. Như vậy thôi. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú giờ kính tri ân sư Lưu Tông. Dạ, sẵn đây con hỏi luôn câu nữa cho nó tròn. Dạ, dạ thưa sư, sau khi cái người mà đã mất rồi đó, thưa sư, dạ thì với oai lực của nhiều chư tăng, dạ rồi tụng kinh, dạ thì cái người này dạ, họ có thể từ cảnh khổ mà tái sanh trở về cảnh sung sướng hay không, thưa sư? Dạ, chuyện này trong kinh điển đã có từng xảy ra hay không, thưa sư? Tức là coi như một người bị đọa, dạ, nhưng mà những người khác dùng cái oai lực của chư tăng thì đông người tụng như vậy thì những người đó có được hưởng phước cõi trời hay không? Dạ, con kính thỉnh sư Lựa Tôn giảng. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Chư tăng thì chắc chắn là không có làm được chuyện đó, ngoài trừ một số quý vị mà chúng ta đọc trong các chuyện thấy, thí dụ như là vua Dục khi chết đó, với cái vụ mà kêu cẩn thận bố thí không làm sao làm con rắn thì vậy, tôi nhớ biết thì con là ngài Mandá đó, ngài có thần thông, ngài là thuộc loại thứ thiệt đó, thì dùng cái đó độ để con đã thoát khỏi cảnh đó được. Nhưng mà mấy cái câu mà mấy cái gì mà giúp đỡ đó đó là cái người đó nó phải có cái những cái loại thần thông mà biết được cái đó chúng sanh đó nó đang ở cõi nào và có thể giúp được để cho nó thoát khỏi cõi đó không là chuyện khác. Còn bây giờ đó mà chư tăng, đa số chư tăng bây giờ đó có ngồi nghe là cả rừng nghe tụng mà cái người đó mà làm ác quá mức rồi cũng không có giúp được nhiều. Ngoài trừ cái tiền nghiệp họ có những cái lời tốt thì họ khi mà họ nghe được những cái lời kinh tụng mà họ ban ngày họ phải đi, hàng ngày họ phải đi chùa thường thì họ mới nghe họ hiểu cái đó. Chứ lúc mình tụng mình nói ủa sao bữa trước ông kia ông nói để ông tụng kinh A Di Đà cho mấy ông nguyên thủy ông tụng cái gì vậy, rồi nội đó cái tâm lúc đó là tâm gì, phải không? Đó, thành ra chuyện đó là rất khó khăn. Thành ra chúng tôi cứ nhắc lại
những cái gì đó quý vị nên tạo trước. Đừng bao giờ chờ khác hộ niệm hay là hồn phước để hồi hướng phước báo cho mình. Cái chuyện đó nghĩa là rất là ít năng lực để cho cái người đã chết hưởng được. Nó thật sự vậy đó. Rất là ít năng lực chứ ít có cơ hội nữa. Còn nếu mà cái lúc cầu lộ quân tử mình mà nó hơi xấu xa đó, mà mình nhớ được những cái thiện pháp mình làm đó, cái đó là bảo đảm nhất. Bởi lúc đầu quân tử đó mình đổi từ ác pháp thành thiện pháp được là bảo đảm nhất. Chứ còn nếu mà mình đi xuống rồi đó thì nó có cái thời hạn của nó tùy theo cái phước riêng của mình. Chẳng hạn như bà hoàng hậu của vua xứ Kosala đó, bà làm phước rất nhiều vậy, nhưng mà vì một câu nói dối với ông chồng thôi, bà chết vẫn vẫn đi địa ngục như thường. Nhưng mà tại vì câu nói dối đó đó, nghĩa là nó ít năng lực hơn những cái khác, thành ra bà chỉ đi địa ngục 7 ngày so với trên này thôi đó. Chứ còn nếu mà chưa chắc, nếu mà người khác mà ít phước, không có phước gì đó, thì còn đi thơ, nghĩa là không phải 7 ngày mà có thể bao nhiêu ấy. Quý vị đọc cái tích truyện Vô Bình Xa Dương thì thấy rồi, thân nhân Vô Bình Xa Dương đó, chỉ nghĩa là tới làm việc rồi ăn cái của mà dành cho mà chư tăng thôi đó, mà sanh làm ngạ quỷ tới 91 kiếp trái đất. Quý vị nên nhớ cái chuyện đó, không phải là quý vị lọt xuống đó là quý vị lại nó dễ đâu, nó rất là khó khăn. Quý vị nhắm mắt, quý vị đi xuống nhanh giống như quý vị có thần thông, nhưng mà quý vị đi lên à, quý vị đọc cái chuyện con rùa mù thì quý vị biết đó. Nó không phải lên dễ đâu. Thành ra đừng có nghĩ cái chuyện mà mình lọt xuống bốn được đạo mà người ta cứu mình là lên dễ, không phải dễ đâu quý vị. Thành ra mình nên làm nhiều phước thiện trong đời mình để nó có thể giúp đỡ cho mình trong cái lộ cần tử, mà để mình không phải đi đường muốn được ác đạo thôi. Chứ còn mình ngồi mình nghĩ người này tụng cái kinh đó, người kia tụng kinh kia rồi có lợi, không có. Trong kinh điển Đức Phật không có dạy đó, không có nói tới, bởi vì nếu mà nói tới bây giờ thì mình nói cầu an cầu siêu đi. Hồi thời Đức Phật đó, khi ngài Mục Kiền Liên, ngài Mục Kiền La Ná bị chúng nó bầm làm tương cự đà đó, ngài còn sống nói sao ngài kêu chư tăng lại đây tụng kinh cầu siêu cho đó, hay tụng cầu an cho đó, phải không? Ngài sẽ điều tài dẫn đi trước ngài, nhưng mà ngài đâu có kêu chư tăng lại nhà nó tụng kinh cầu an cầu siêu cho nó. Bây giờ không có chuyện đó, ngay cả phụ thân ngài chết ngài cũng đâu có làm chuyện đó. Thì bây giờ chỉ có bây giờ mình tu sao tu đã mụ mà mình cứ nghĩ mình giỏi Đức Phật mình mới làm mấy chuyện tào lão đó thôi, chứ tại Đức Phật đâu ai đâu. Rồi bây giờ còn bày đặt phong thủy rồi nữa, cho cái ngày sanh mình chọn không được, mà mình thì cái nhà chết mình chọn để mình được cái này được nọ, ngày chôn mình chọn để được cái này cái nọ à. Nó chơi cho vui chứ nó thiệt là nó không có cái lô nào đó. Nam mô Bụt Thầy á. Sa thú và kính tri ân sư Lửa Tông. Và sẵn đây con hỏi luôn cái nữa. Dạ thưa sư, trong cái câu chuyện là một vị sư do luyến ái tới cái bộ y đó thưa sư, thì chết ổng làm có con rạp ở trong cái bộ y đó, thì Đức Phật không có cho chia, không có cho chia cái bộ y đó ra, tại vì ổng làm ở trong đó rồi sau đó thì hết cái kiếp của cái con rạp đó thì ổng sanh thiên. Dạ thưa sư, thì ở đây cũng nói ra một cái điều như sư vừa dạy á, là Đức Phật ngài không có tụng cái bài kinh nào để cho cái con rạp này nó thăng thiên, mà cũng do cái nó phải trả hết cái quả nghiệp của cái kiếp rạp đó, là nó cái phước quả của nó thì nó được sanh thiên. Thì con không biết rằng cái trong khi sư giảng thì con sực nhớ câu chuyện đó, thì không biết cái suy tư của con nó có đúng hay không ạ. Và con một lần nữa kính tri ân sư Lửa Tông rất là nhiều. Và con xin leo xuống. Nam mô Bồ Tát kinh bạch chư Tôn hiền giả, kính thưa chư vị. Thì năng thuộc cái nghiệp mình đã tạo, cái nghiệp mình tạo là nghiệp tốt hay nghiệp xấu.
nếu mình tạo nghiệp tốt nhiều mà mình lỡ mình xa xuống thì cái nghiệp tốt này vẫn theo, nó hộ trì mình để cho mình thoát khỏi cái đó nhanh hơn chút thôi. Chứ còn nếu mà còn nếu mà nghiệp xấu thì phải nói là thiên đàng vạn nàng. Quý vị để ông đê quá thách tạ đó, tới ông đề bà thách đa đó, ông có thần thông vậy mà khi ông lọt rồi đó, ông lọt mà cũng hết tuổi thọ với đó mà trồi lên được đó. Mà trồi lên để thành bậc độc giác, tức là cái ba là bà con khủng khiếp vậy đó, nhưng mà nó không có giúp được, nhớ gì nó không có giúp được. Bởi vì cái nghiệp mình đó, chúng tôi thí dụ như cái nghiệp mình là nghiệp trắng nghiệp đen, nghiệp trắng là giống như chó trắng, nghiệp đen giống như chó đen, nó đuổi mình chạy hoài. Thật là khi mà mình chạy đó, mình chạy nhanh mà phía sau nó có con chó trắng mà nó theo tới cái thiệt pháp mình nó còn á, thì nó chạy nó cái nó lấn con chó đen này, chó đen không có theo làm gì mình được hết. Nhưng mà khi cái thiện nghiệp mình nó mất năng lực, tức là con chó trắng nó yếu rồi, nó đẩy con chó đen qua không được, thì con chó đen nhào lên nó táp mông mình là cái chắc rồi, chứ không đường nào tránh khỏi đó. Thì cái này cũng vậy ha. Mình đi đâu đó mình nhớ chỉ có hai cái người mà thân thuộc với mình theo mình mà thôi, đó là nghiệp ác hoặc nghiệp thiện mà thôi đó. Nhưng mà thường ở đời mình chấp ra, có nhiều khi đó cái thằng ác nó vô nó kiếm chuyện mình mà mình vẫn tưởng nó bạn mình, thành ra mình mới chết. Thí dụ mình đi làm kiếm tiền cho đã, thì giờ vô nghe pháp thì có hai cái anh chàng mà nó tới nó kiếm chuyện, không phải nó tới nó giúp, nó giúp cho huynh á, là hai anh chàng nó tên gì, tức là Thỉ Ná Miết Thá, tức là Hồng Trầm Thị Miên đó. Nó tới nó giúp ngủ ngon rồi dậy làm tiếp nó khỏe, thấy không? Phái liền, nghe nói là phái liền là cái đi ngủ rồi, thấy không? Đó, mình nhớ đó, mình đừng bao giờ mình để những cái nghiệp xấu nó vô nó lợi dụng mình đó. Bởi vì cái tâm của mình á, những mấy cái tâm sở đi theo nó đó, nó phản mình rất là dễ. Mình nhớ chuyện đó, nó phản bất cứ lúc nào đó. Chứ không phải là có vợ giấc rồi đó, nó thấy mình yếu lúc nào là nó vô nó phản mình liền. Chứ không phải dễ đâu, huynh để ý đi, cái tâm của mình thôi, đừng nói chuyện gì khác hết đó. Bởi vì mình đâu có control nó được đâu. Thành ra cái nghiệp mình đó, mình tạo rồi mình phải theo nó thôi chứ. Mình tạo nghiệp thiện nhiều thì nó giúp mình, mà tạo nghiệp ác nhiều thì nó sơ tái mình thôi. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ mô Phật, con xin kính tri ân sư giải đáp câu hỏi của huynh Minh Tâm. Dạ sẵn ở trên mic xin huynh Minh Tâm điều chỉnh âm thanh một chút cho nó đỡ vang vang đó. Nãy giờ có nhiều người phản ảnh âm thanh hơi lớn và vang vang. Xin huynh quan hỷ lưu ý cho âm thanh của huynh ha. Bây giờ con xin phép được hỏi sư một chút thưa ngài. Là thưa ngài, bây giờ với cái thời hiện nay đó, và với cái tâm phàm phu, cái trí phàm phu á, thì thưa sư có thể nào phàm nhân chúng ta áp dụng được cái bài kinh Ba Hy Giá không thưa sư? Con kính thỉnh sư. Dạ con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, mình áp dụng được hay không được đó tùy cái ba la mật của mình, chứ mình người khác nói thì không có đúng. Cái lý do mình không biết mình ba la mật mình được bao nhiêu, mình đứng ở đâu. Nếu mình gặp được giáo pháp là biết mình cũng có một ít phước về cái vấn đề mà học Phật pháp rồi. Nhưng mà nó ít nhiều cỡ nào thì không ai biết ngoài trừ Đức Phật mà thôi. Thành ra nếu mình đọc mình thường thường đó, chúng tôi khuyên là mình, tại vì mình không biết cái khả năng của mình, thành ra mình phải học theo tuần tự pháp, chứ mình đừng có tưởng mình ngon. Không, bây giờ lâu lâu có vị sư tới cái mình mời sư đi về hỏi nào là duyên hệ rồi này kim dụng chi vậy, trong cái căn bản mình chưa có. Bố thí mình làm chưa xong, thì giới mình trị cũng chưa sạch, mà mình đòi lên cao chi? Thấy không? Học từ thấp đi, cái căn bản nhất.
dựa vào cái bài bài gọi là gì đó, cái bài mà Đức Phật dạy cho ngài Giá Xà đó, tự nhiên quên cái tên đó. Nghe là ngài dạy bố thí trì giới, quả của bố thí và sự trì giới, cái sự nguy hiểm của cái quả đó. Nghĩa là quả đó cho sanh cung về cung trời, nhưng mà nó vẫn có sự nguy hiểm và sự lợi ích của sự xuất gia. Và cảm ơn ngài Trưởng Lão tuần tự pháp đó, thấy rõ ràng không? Mà cái ngài Giới Xạ đó, ngài nghe xong ngài đắc rồi biết cỡ ngài cỡ nào, mà mình em không đắc mà mình bài đặt học nào rồi hãy nghe ai mà dạy cái gì cao siêu chút cái là vỗ ngực tới ngồi ngáp ngáp cho nghe vậy. Quý vị có thấy cái người nào mà đi làm ruộng từ nhỏ tới lớn, tự nhiên vượt biên qua rồi cái sắp hàng trước đại học Harvard hoặc đại học Sorbonne để trình luận án tiến sĩ không? Phải không? học tóc nó rụng nhiều hơn tóc còn dính trên đầu thì mới làm được mấy cái đó chứ, mà mình tự giỡn à. Thành nó lựa những cái căn bản nhất, mình ráng mình học để mình đào tạo cái những cái phước của mình cho từ từ nó lên chút, rồi tới khi nào mà nó đủ cái điều kiện để cho cái cũ mà nó có thể nó dựa vào đó thì mình mới biết mình ở đâu và làm cái gì tiếp, còn không thì mình phải dựa vào lời giải Đức Phật, phần thì dựa vào kinh nghiệm của những bậc đi trước, những cái gì mà nó mỗi từng quý vị cái trong những cái ngày mà của ngài Trưởng Lão Trí Đức ở đây ngài dạy đó, ví dụ quý vị thích về cái những cái gì thì ngài đã vô ráng nghe cái đó, nghe để mình dung bồi cái phước của mình cho tới khi nào nó đầy đủ thì mình có thể bước tới được, chứ đừng có bây giờ mà vô dạy kinh Phật Cú cái này dễ không học, bữa khác vô rung khác dạy gì đó mi tiên ôi cái này cũng dễ, tới tiền vô cái rung dạy về duyên hệ khoái ngồi cống đầu cổ nghe rồi không biết nãy giờ mình nghe cái gì chưa tốn thì giờ mình vừa nhức đầu nữa, thấy không? Cái gì hiểu nghe trước, tập từ từ, từ thấp tới cao nó vẫn có lợi hơn là trèo cao rồi té nặng. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính tri ân ngài ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của Bí Ngô trước ạ. Dạ bạch ngài, cho con hỏi thêm, như vậy người thọ bát quan trai một tháng 6 hoặc 8 ngày có được gọi là 8 giới không, hay là ngày nào cũng giữ bát quan trai mới được gọi là người 8 giới? Con cảm ơn ngài và con kính xin dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tôn và kính thưa chư quý vị. Thọ bát thì ngày nào thọ cũng được, một ngày hai ngày cũng được, một ngày một đêm giữ tròn đủ là được bát quan ngày đó. Thường là quý vị nếu mà vô thọ bát quan xong rồi cầu một kết luận của cái gì mà cho quý vị thọ đó, y mát miễn gì đó, một ngày một đêm sẽ giữ trong một đêm chứ không dễ vui gì đó, thì thọ một ngày một đêm từ bắt đầu từ cái mặt trời vừa mọc ngày hôm nay cho tới mặt trời mọc ngày hôm sau giữ tròn đủ, không có ra mà bị xì xiển gì thì được một ngày 8 giới rất là chịu hoàn hảo. Mình có một rảnh một ngày thì làm một ngày thôi, không cần nhiều, mà phải làm thứ thiệt cho nó đúng. Chứ còn trước như chúng tôi nói nãy, trước khi muốn thấy đó vô coi 8 cái chi đó nó như thế nào, mỗi một cái nó có bao nhiêu chi, phạm mấy chi thì đức, phạm mấy chi thì bị khuyết, phạm mấy chi thì sao sao đó, phải học cho nó rõ ràng là vô sinh thọ, chịu khó hạnh một ngày một đêm là được phước một ngày một đêm, mà phước đó rất cao thượng. Nam mô Bụt Thầy dạ.
con thấy Bí Ngô có hỏi thêm câu tiếp nữa là sư chỉ dạy cho con biết cách thọ bát quan trai để thành tựu viên mãn phước báo. Do con thấy đa số giữ bát quan trai là không ăn chiều, không nghe nhạc, tháo vàng dòng ra rồi vẫn làm việc cơ quan hay công việc thường nhật như đồng án vân vân, nên con cũng chỉ hành theo có vậy. Và con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư Tôn Hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nên nhớ quý rất tị chê ta na quê ra mê ni sĩ lăng qua ta mi, nghĩa là khi nào mình có cái tác ý mình giữ cái giới đó thì cái giới đó mới còn. Còn mình đi làm cái tác ý giữ giới mình không có thì kể như là mình không có giữ cái giới nào cả. Vì nên nhớ vậy đó. Bởi vì cái giới của mình là giới Samathana, tức là giới sinh thọ để giữ, chứ không phải giới tự nhiên. Giới sinh thọ để giữ là mình tới khi mình gặp ông thầy hay một ni cô gì đó cho mình rồi mình đọc con xin gần giữ điều học là cố ý không làm cái việc đó. Mà khi nào trong tư tưởng mình không có tác ý để giữ cái đó đó thì cái đó là cái giới mình không có. Thành ra khi nào mà thọ đó là phải rảnh một ngày một đêm ở cái nơi mà không có bị phiền nào, không bị quấy quá gì đó, để cố gắng cái tâm mình lúc nào cũng nhớ mình đã giữ 80 điều đó. Bởi vì mình không thể làm gì khác được, bởi vì mình làm gì khác thì cái tâm mình đâu, nó đâu còn ở trong cái sự giữ giới nữa đâu. Thường ở theo ở các nước đó, trong kinh điển thì không có nói là mình sinh thọ rồi mình phải ở chùa, thì trong kinh điển không có nói. Nhưng mà đa số các nước ta bắt phải ở chùa, tại lý do mình đi ra ngoài nó nhiều chuyện lắm. Mà khi nó nhiều chuyện là cái tác ý giữ giới mình không còn. Mà tác ý giữ giới không còn thì không thể gọi là người giữ giới. Mà khi mình được gọi là người giữ giới nhưng chưa chắc là người có giới, là giống như chúng tôi nói hồi nãy vậy. Nam mô Phật Thầy á. Dạ con kính tri ân Ngài ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Sông Thu. Kính thưa sư, kinh Tứ Niệm Xứ dạy khi tâm có si, biết tâm có si. Nhưng khi có tâm si thì có trí, thì làm sao biết được tâm si? Xin sư giải thích chỗ này hiểu sao cho đúng. Dạ con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Phật Thầy giá kính bạch chư Tôn Hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thì cái lộ trình tâm nó có si nó diệt rồi, cái lộ trình mà có trí nó phát sinh liền ngay sau đó, thì biết cái tâm lộ trình tâm trước có si, cái đó là biết có si. Nhưng mà nó phải liên tục như vậy, chứ còn là mình cái tâm có si rồi tối nay mình mà cái tâm nó phát sinh nó ở lúc chiều bây giờ nó có si, thì cái đó không phải là tâm có si biết có si. Bởi vì chúng tôi từng nói đó, mình phải hiểu chứ bạch trục bánh na đó nó có ba chuyện. Bạch trục bánh na thiên về quá khứ, và bạch trục bánh na thiên về tương lai, và bạch trục bánh na của bạch trục bánh na, bạch trục bánh na của bạch trục bánh na chỉ có Đức Phật mới có khả năng mà biết lúc sáng ngày biểu diễn song thông mà thôi, chứ không ai có thể biết được hết. Còn mình là nó phát sinh lộ trên tâm rồi nó diệt. Mà việc nhưng mà sau đó một ít cái pháp quan khác tới cái lộ ý phát sanh, thấy cái liền cái trước đó thì vẫn được, nó dầu rằng nó cái thiên cái đó hơi thiên nhiều khứ nhưng vẫn được gọi là bạch trục bánh na như thường đó. Thành ra còn vẫn gọi bạch trục na, thành ra vẫn gọi là tâm có si biết có si là như vậy. Nam mô Bụt Thầy giá. Con thấy Định Tuệ Sông Thu là kính tri ân Ngài ạ. Và xin mời quý anh chị trong đầu tràng có đặt câu hỏi gì không, có thể giơ tay trực tiếp hỏi Ngài hay là text chat trên màn hình ạ. Dạ kính mời quý anh chị.
Dạ, bắn mời bằng tay chị Nhật Quỳnh. Dạ, xa thú kính cảm ơn Chích Trần Đạo. Nam Mô Bích Thai Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Dạ, Đạo Tràng con nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Trần Đạo, cảm ơn Nguyên Trang. Dạ, Bạch Ngài, con thấy rung bắn quá nên con xin phép được hỏi một cái điều con thắc mắc. Là thí dụ như Phật tử chúng con thỉnh quý sư tụng kinh cầu an cầu siêu gì đó, thì Phật tử chúng con mặc dù mình biết Pali nhưng mà mình có nên tụng theo quý sư hay không Bạch Ngài? Nhất là cái bài mà bốn pháp chúc mừng là như vậy, Phật tử chúng con mà tụng theo quý sư có nên hay không nên? Có trường hợp ở Việt Nam con lúc đó con mới biết đạo thôi, mới biết theo đạo nguyên thủy, thì con đi đám tang chung với quý sư, lúc đó thì con chưa biết đọc Pali nhưng mà con thấy mấy vị khác đọc Pali, đọc theo quý sư, thì sau đó thì khi đi về chùa thì bị rầy là nói Phật tử chúng con không nên đọc theo chức tăng như vậy. Nhưng mà con cũng thấy có những cái đạo tràng thì Phật tử đọc theo chư tăng. Dạ, như thế nào đúng ngày ngày chỉ dạy cho con ạ. Nam Mô Bích Thai Giá, con kính dâng mít đến ngài. Nam Mô Bích Thai Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, khi mấy sư tụng kinh cần sinh nam của sinh nữ không được quyền đọc theo, bởi vì lý do là trong giới luật Đức Phật cấm ở khi ông sư mà tụng kinh hay là nói mà pháp với Phật tử, Phật tử lập theo lại như vậy đó, là ông sư giới của ông sư nó bị bất tịnh chứ không phải giỡn, không được quyền. Nhưng mà có nhiều gì có lẽ không học thành ra không nhờ, hoặc là gì lý do gì đó không dám cản cư sĩ Phật tử, chứ cư sĩ Phật tử không được tụng theo ông sư. Cái đó là giới luật. Như là nếu mà ông sư cũng dạy cho tụng thì ông đọc xong rồi ông ngừng thì Phật tử tụng theo, tụng cái câu đó lại được. Nhưng mà ông sư đang tụng thì Phật tử không nên tụng theo. Nam Mô Bích Thai Giá. Dạ, sa thú con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã giảng giải câu hỏi của con. Dạ, con xin bớt cái câu của Bí Ngô. Con đọc xong rồi mời Trần Đạo tiếp tục ha. Dạ, có câu hỏi thì mời Trần Đạo tiếp tục. Dạ, Bí Ngô, dạ không biết phải không ngài. Dạ, Nhật Quỳnh đọc Bí Ngô không biết có đúng hay không. Nếu có sai thì chỉnh lại giùm cho Nhật Quỳnh. Dạ, ngài cho con hỏi thêm câu nữa về ông sư tu học Miến Điện về. Cứ hai chỉ trích là các sư Việt Nam, sư nào cũng giữ tiền, cầm tiền này nọ. Thế mình có nên nghe lời sư ấy nữa không ngài? Bị ngó hả? Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá. Bí Ngô, dạ đúng rồi, dạ. Nam Mô Bích Thai Giá, dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam Mô Bích Thai Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Trong giới của Đức Phật đó thì cấm ông sư giữ tiền và hoan hỷ với cái tiền mình có. Nhưng mà cái chuyện ông sư cầm tiền chưa chắc là phạm giới, nên nhớ chuyện đó. Thí dụ bây giờ có người dân mà ông sư không cầm tiền thì tắc ý ông sẽ xả bỏ, hoặc là ông thì vô ông bỏ từ một xương cho ông không có tắc ý mà thỏa thích trong cái việc cầm tiền đó, thì ông không có phạm gì đó. Cái thứ hai đó, ví dụ người ta đưa tiền nhưng mà ông sư không biết cái gì, ví dụ đưa bao thơ ông sư không biết gì, thì nếu ông về ông lật ra ông lấy tiền thì ông đừng có quan hỷ, hoặc là ông đừng giữ xài thôi coi đâu. Nhưng mà còn cái chuyện mà thật sự thời bây giờ đó, nó có một số cái chuyện mình vẫn biết phạm, nhưng mà nếu mà mình không giữ, không đụng tới nó thì cũng không được. Ví dụ như ở Việt Nam, mấy sư Việt Nam đó, khó giữ lắm. Thái Miến Điện thì còn giữ được chứ Việt Nam khó giữ. Bởi vì đi xe gì cũng tốn tiền, bởi vì đi bệnh viện cũng tốn tiền. Vì Thái Miến Điện thì đi lên xe xuống xe gì cũng không phải trả tiền, ông sư là không phải trả tiền. Quý vị đi bệnh viện thì free hết, không có trả gì hết.
sư tất cả cái thuốc men này kia cũng không phải trả, cho hết đối với nhà sư. Thì người ta có nhiều gì tới giờ ta vẫn giữ trong sạch được, còn ở Việt Nam không giữ chỉ nước chết thì bị thương thôi. Nhưng mà mình đừng nghe, mình nên nhớ là nếu mà chư tăng có cần vì lý do phải sử dụng người đó thì cũng không nên để người ta thấy mình xài nó không đúng cách đâu này kia ông sùm, để cái đó mới là gây thiệt hại cho ông sư mà thôi. Chứ còn cái chuyện đó thì phải biết, nó có những cái chuyện mà vào thời buổi này dĩ nhiên là cái giới mà chưa được quý bỏ thì đụng vô vẫn phạm như thường. Nhưng mà nên nhớ là đôi khi mình không có không được, tại là mình biết phạm thì sau này mình sám hối thì nó dễ, còn hơn là không có thì chết, khỏi sám hối luôn. Thành ra cái chuyện mà ông sư giữ tiền là tùy theo thái độ của ông nữa, chứ mình đừng thấy ông sư nào ông cầm tiền là ông đều phạm hết, nói cái đó thì nó không chính xác. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Phật Thầy giá, dạ con thấy Bí Ngô đã kính tri ân ngài rồi. Dạ theo đồng hồ Nhật Quỳnh đã 6 giờ 2 phút rồi quý vị. Dạ kính mời đạo tràng, mời tất cả bàn tay quý vị ở trong đạo tràng hoặc mời những câu chết chát ạ. Dạ một tuần lễ được có một ngày thôi nên Nhật Quỳnh kính mong quý vị trong đạo tràng đưa ra những câu hỏi để Nhật Quỳnh được học. Dạ trong khi chờ đợi những câu hỏi, và dạ, con xin hỏi tiếp. Dạ bạch ngài, mấy hôm nay thì con thấy có nhiều việc nó dính dáng. Dạ nếu mà chị thôi kệ mà có đưa tay có hỏi thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Nam mô Bích Hà dạ. Đạo tràng nghe lại chưa Nguyên Trang, nghe được chưa Nguyên Trang? Dạ. Dạ con xin đọc lại cái câu định tại sông tu, con rất mít con không hay. Kính thưa sư, ngày nay việc cúng dường tịnh tài để ủng hộ chư tăng có điều kiện tu hành là rất cần thiết. Vậy việc đại bác bao thư có tội không thưa sư? Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bích Thầy dạ, kính bạch chư tổng hiền dạ, kính thưa chư vị, cái việc mà dân cho ông sư đó, cái người dân không có phạm gì đó ngoại trừ có tắc ý. Tắc ý là sao? Ông sư người dưới tiền mà dân cho ông phạm giới trời thì cái đó đều mới là chuyện ấy. Là nhớ cái chuyện dân tịnh tài tới ông sư, cái chuyện đó không có, ngoài trừ tác ý muốn trong phạm giới. Còn nếu không có tác ý mà muốn cho, nó là cái điều kiện để cho cái ông làm một số cái công việc mà liên quan tới cái gì đó thì cái người đưa không có phạm ha, không có phạm. Cái việc đó là tùy theo cái điều kiện sử dụng của ông sư thì ông có thể phạm hay không phạm là do của ông sư chứ không phải là của Phật tử. Hãy nhớ chuyện đó. Cái chuyện thứ hai, cái việc để bác bao thư, cái nghĩa là cái đó thì không nên, bởi vì cái bác của ông sư là để ông dùng cơm không có nên. Vì vậy muốn bỏ bao thư thì thường thường ông sư không có cái giám đó, cái dèm đó, thì bỏ trong đó hoặc là hỏi cho kỹ. Ở Việt Nam thì chúng tôi không có rành, nhưng ở Thái ông vẫn điện có gì hỏi ngài nhận được cái này không. Nếu mà ông nói là tôi có học trò thì đưa cho học trò giữ, không có trực tiếp, bởi có nhiều gì thì không có nhận trực tiếp. Thành ra quý vị đừng có sợ cái chuyện mà dân cho ông sư. Ông sư cũng có thừa, ngoài trừ những người về tu muốn học thì chúng tôi không may miễn bàn. Còn sư mà ông học cũng hành đàng hoàng đó, biết cách để ông không phạm giới. Còn cái việc mà muốn cho nó cả hai bên đều ấy, mình cũng không có thể hối hận gì sao được á. Thì làm ở Thái Miến Điện nó có làm này,
cái bao thờ, trong bao thờ chỉ có cái giấy mà cúng xin cúng dường tịnh tài với trị giá bao nhiêu đó, rồi đưa cho ông sư với cái số, cái tên số điện thoại của mình đó, hay là địa chỉ của mình đó, thì ông sư không cần gì cũng ra, thì ông đưa cái đó thì cái người ở ngoài đó họ sẽ gọi điện thoại về cái người mà dân cúng cái miếng giấy thế tịnh tài đó đó. Thì cái cách đó mà sẽ nghĩ bên Thái họ làm nhiều, Miếng Điện họ làm nhiều rồi, sao để ông sư không có xài bậy. Ông sư mà sách cái đó ra mà mua họ không có liên quan tới tứ vật dụng của ông sư đó. Nhiều khi cái tiệm nó dò mổn, nó ngó ông ngó tới ngó lui ông cũng ngại ha. Chứ thường thường tiền mặt thì nó ấy được, con này đó này không sao đó. Mức độ nào cũng vậy chứ, mức độ nào cũng vậy, nghĩa là nó giống như là một cái lời thỉnh cầu có giá trị là bao nhiêu, khi nào ngày cần đem cái này ra tiệm hay ngày đi mua rồi họ ở ngoài đó họ gọi điện thoại về thì nó xác nhận là họ trả nhau cho mình, không có phải lo à, thì bình thái nó xài cái đó nhiều à, nó gọi là tấm bà Guarana đó, bài bà Guarana tức là cái tấm cái lời thỉnh cầu à, thì thấy nó làm cái đó thường hơn, nó làm đó thì để cho ông sư, nhưng mà mấy ông sư và ông xài đó thì ông phải chật vật gì lắm mà không dám xài bậy, nhiều khi đi mua mấy cái mà không nằm trong cái điều kiện của ông sư được xài nó kiêm chùm thì chúng nó kênh ạ. Thành ra tùy theo quý vị, cái nào tiền thì làm chứ không có gì. Nam mô Phật Tại Giá. Dạ kính tri ân ngài ạ. Dạ con thấy câu hỏi của La Vi. Kính thưa sư, trong kinh Tỳ Phiền Não Upakkhilê 128 trung bộ kinh có đoạn: Này các Anuruddha, ta tu tập định có tầm có tứ. Khi nào ta tu tập định không tầm chỉ có tứ. Khi nào ta tu tập định không có tầm, không có tứ. Khi nào ta tu tập định có hỷ. Khi nào ta tu tập định không có hỷ. Khi nào ta tu tập định câu hữu với xả. Thời tri kiến khởi lên nơi ta. Giải thoát của ta là bất động. Đây là đời sống cuối cùng của ta, nay không còn hiện hữu. Trong đoạn kinh trên là các tầng thiền định, thì sao lại dẫn đến chấm dứt sanh tử luân hồi được? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Đây là cái bài kinh mà lúc trước chúng tôi có dẫn chứng để nói cho quý vị là thường thường đó. Đại số thì các vị giảng sư hay nói là theo gì gì pháp thì nói bốn gì, theo gì pháp thì nói năm gì, theo tạng kinh thì nói bốn gì, cái lời dẫn chứng đó là sai. Tạng kinh hay tạng gì pháp đều nói tới thiện năm chi hết đó. Đây là bài kinh này, cái đoạn này chứng tỏ là đây là nói tới thiện năm chi, là thiện năm chi trong tạng kinh. Tạng kinh hay tạng gì pháp đều nói tới cả hai hết, thiện năm chi hoặc thiện bốn chi là điều nhất. Cái điều thứ hai đó, nghĩa là người hành Vipassana được có ba loại hành Vipassana. Loại thứ nhất gọi là sẵn khả ra Parikkhana Vipassana, gọi là hành quán minh sát, tức là cái người này hành thiền quán 100%. Cái thứ hai Phalasamapatti Vipassana, thiền quả minh sát, nghĩa là dùng một cái loại năng lực để khi mà tập cái này đó, thành là khi nào đắc quả mà dầu không có định cũng nhập thiền quả được. Cho đa số muốn nhập thiền quả là phải chân thiền định. Cái thứ ba là Nirona Samabhati Vipassana, cái này gọi là thiền diệt minh sát, thiền diệt minh sát. Hay nó có cái tên riêng nữa là Vũ Khá Nành Tháo Vipassana, gọi là song hành minh sát. Thì song hành minh sát đó nghĩa là vừa tập thiền chỉ rồi tiếp theo thiền minh sát, rồi theo thiền chỉ một đoạn, thiền minh sát đoạn, nói tiếp nhau vậy đó. Thì cái trường hợp này là nói tới cái là song hành minh sát, tức là bên cạnh thiền chỉ có thiền quán trong đó, để khi nào mà cái gì này mà đắc như vậy đó thì có thể nhập thiền diệt được. Nếu mà không
Còn đa số cái gì mà tu thiền quán rồi tu thiền chỉ sao, hoặc là thiền chỉ trước thiền quán sao để đắc đạo quả đi, thì không thể nhập thiền duyên được. Đó, đó là lý do là trong bài kinh này đó, khi thấy đoạn đầu thiền chỉ sao nói tới là như vậy đó. Tức là lúc tập sơ thiền rồi qua minh sát, tập một hai tuệ rồi qua này kim dùng đó, nó thay đổi vậy đó, gọi là song hành minh sát. Thì cái song hành minh sát hay là gọi là Nirodha Samapatti Vipassana, đây là trường hợp cái gì này, hành Nirodha Samapatti Vipassana. Tại sao mình thấy là nói tới thiền chỉ mà vẫn có thể giải thoát được là như vậy. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ thưa sư, con kính tri ân sư đã giải thích câu hỏi vừa trên, và bây giờ con xin phép được gửi câu hỏi này đến sư. Là khi ngồi đây học và biết được, hiểu được những gì nó đúng với lời Phật dạy, và khi nghi thức hoặc đời sống của Phật và chư tăng mà là Phật dạy đó, rồi mình muốn cho những người mà tu không đúng như truyền thống đó thưa sư, theo sư có nên hay không? Dạ, như vậy có mang cái tính chất là làm rối loạn không thưa sư? Tức là mình học, mình hiểu được cái giáo pháp truyền thống và sự tu tập của chư tăng truyền thống, rồi mình đem nhận biết ra được hai cái nó chênh lệch, thì mình có nên nói rõ cái sự thật trong cái giáo pháp của Đức Phật cho những người đang tu ngoài cái giáo pháp của Đức Phật mà cũng lấy danh đạo Phật Thích Ca đó thưa sư, có nên không ạ? Con kính xin ngài khai thị ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá Kinh Bạch Kiều Tông Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, nếu muốn xưng mình thì nên, còn nếu không muốn xưng mình thì mình lo thân mình đi. Người ta đã đi sai rồi mà mình nghĩa là không có đủ power để mình chỉ người ta là không có được. Chỉ nó là nó chưa chống nhận mình trúng rồi, nó đã mà mình mặt mày mình nó đã vừa tím vừa đỏ rồi, không có nên. Bây giờ nên nhớ đó, cái con đường mà Đức Phật chỉ ra đó, người nào có đủ phước thì đi đúng, người không đủ phước đi sai, ít khi nào được người ta đề cập tới lắm. Vì thấy rõ ràng thành bên thấy rõ nhất miếng điện thì không có thấy, nhưng thấy rõ ràng nhất là cái Phật giáo nguyên thủy của Thái đó, bên cạnh đó nó có hai cái chi mà tu theo đại thừa như thường. Thứ nhất là gọi là Anam Nikaya, tức vào thời vua Long mà nó có giặc ở vịnh Simla đó, thì vua Long có gửi một số quân đội qua giúp. Thì trong cái số nhóm đó đi thì có một vài cái vị gọi là thư sư của Bắc Tông. Thành ra khi mà qua đó cái họ vẫn thành lập cái hệ và bắt truyền như thường. Rồi một cái thứ hai nữa là gọi là Chin Nikaya, tức là từ mấy anh chạch cũng vậy, nghĩa là cũng không từ bỏ được cái tà kiến mình, dâu rằng ở ngay trên đất mà có cái hệ mà chân chánh như vậy đó, họ cũng không, họ vẫn đọc qua cái hệ A và nửa tạo nữa sẵn biệt đó. Thành ra mình không có làm được gì cả. Từ khi mình muốn xưng hàm thì muốn làm gì làm, còn không ai chết ráng chịu, mình đừng có dính vô. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con xin kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và kính bạch hàng ngày, nguyên như có một câu hỏi dâng lên với ngài là khi mà con thấy nhiều người mình qua ở bên Ấn Độ để mình viếng Đức Phật đó bạch ngài, thì khi mà mình tới Bồ Đề Đạo Tràng á, thì có một số nhóm á, thì mình lại niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi xin cầu về Tây Phương Cực Lạc, rồi mình làm như vậy đó bạch ngài. Con chỉ hỏi chung chung là làm như vậy có phước không bạch ngài? Nếu mà cái tâm mình thành mà mình cứ nghĩ về Tây Phương Cực Lạc rồi mình cầu như vậy thì có được phước báo không bạch ngài? Và con xin dâng bích lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa quý vị, nó không có phước báo gì cả.
mình một khi mình muốn đi qua bốn chỗ đồng tâm thì mình phải nghiên cứu học hỏi số vấn đề liên quan tới bốn chỗ đồng tâm, nó mới đồng tâm được mình. Chứ mình qua đó mà mình cứ đi xung quanh cái chỗ mà ngày xưa Bồ Tát ngồi đắc đạo đó mà mình đi niệm cái ông nào đó, họ những người đó thì họ không phải là Phật tử. Ha. Chúng tôi nói ra thì nhiều người buồn và bất mãn, nhưng mà tại sao chúng tôi nói họ phải là Phật tử? Tại vì khi quý vị muốn là Phật tử thì quý vị phải xin nương nhờ, xin cái vị đó là Đức Phật Khô Tà Má, cái vị mà giáo chủ giáo pháp này nè, tức là mình nói là Bút Thân Xá Năng Gách Xa Mí đó, tức là con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Khô Tà Má. Mà bây giờ mình đi về mình thờ cái ông nào đó không biết, ông Ai Di Đà hay ông gì đó, tức là mình đã Đức Phật quy rồi thì không còn gọi là Phật tử nữa. Thế nhất, cái thứ hai, có nhiều người không làm vậy nhưng mà lại đi chê trách, ví dụ như là khoái cái ông cái gì ông gì Tào này ca tụng anh coi thường ngài Sariputta đó, cái ông gì đó, ông cụ mà là gì đó, ông Bà La Môn gì đó, tức là đã Đức Tăng quy rồi. Bởi vì ngài Sariputta là trong hàng thờ thánh tăng, tức là tăng bảo, mà những người đó đã thờ những cái điều đó như vậy, đã đứt cả tam quy luôn rồi thì làm sao mà gọi là Phật tử. Thành nó không muốn tụng gì tụng cái phước báo thì nó không có là cái chắc rồi. Phước báo có là phải làm đúng nha. Phước báo phát sanh từ thấp lên chí cao, thấp nhất là ít nhất là mình phải biết nhân quả, nghĩa là biết về nghiệp, quả có nghiệp. Cái thứ hai đó mình biết về 10 cái điều đó, làm vậy có phước, làm vậy không phước, công cha có phước, công mẹ có phước, gọi là cụ túc chánh kiến, phải làm cái đó thì mới đúng nữa trước. Mà khi mình làm cái đó thì mình có thể mình đi xin đi xỉa qua cái chỗ khác được rồi. Cái thứ ba nó rồi mới tới thiền chỉ, thiền định, thiền quán gì đó, cái đó là tính sao. Nhưng mới nhất hai cái đầu là mình phải coi là người có chánh kiến. Mà người có chánh kiến mà đã đức tông uy mà còn không biết thì làm sao mình gọi là người có phước được. Thành nó có niệm cái gì cũng không có phước cả. Đó, mình nhớ chuyện đó. Khi quý vị mà xin thọ tam quy của giới, quý vị thọ với ai? Mình nhớ chuyện đó. Mà quý vị về mà không thờ cái vị đó, không theo đó, mà thọ người gì khác, đi theo cái vị khác, tức là quý vị đã đức tam quy thì không còn là Phật tử nữa. Mà thí dụ cái thực tế nhất bây giờ vậy đó, quý vị ở Mỹ là dân Mỹ, mai mốt thì Việt Nam, tức là cái xứ cũ mình đó, có chuyện với anh bà Chạch đi, quý vị về nhất định về là giúp Việt Nam quánh bà Chạch, quý vị mất cái quyền làm viên Mỹ liền. Mình nhớ chuyện đó. Thì cái này cũng vậy, quý vị đã sang ngang rồi thì kể như mất cái quyền là đệ tử Phật. Nên thần nói gì làm gì thì cũng không có phước được hết cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con rất là kính tri ân ngài. Cái câu trả lời này nó rất là quan trọng cho nhiều Phật tử của chúng con à. Dạ con bạch ngài Nguyên Như có một câu hỏi kế tiếp. Bạch ngài là khi mà mình bị mình đắc thiền, bạch ngài chẳng hạn như sơ thiền hay nhị thiền, thì tại sao mà khi mà mình phạm về giới về dục á, thì nó lại đức thiền, mà khi mình phạm giới về sân thì lại không đức thiền, bạch ngài? Dạ con xin dâng bích lại cho ngài, giải thích cho con thêm chỗ đó ạ. Dạ con xin dâng bích lại cho ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, về cái gì ác pháp vô mà nó đủ lực là nó làm đức, chứ không có. Nhưng mà thường thường đa số đức về trong kinh điển đề cập tới là cái ái. Nhiều cái gì đạo sĩ nghĩa là tập thần thông bay từ túi Hiền Mã Lập Sơn đi xuống đó, nửa đường bay ngang cái suối thấy mấy cô sư nữ và ca ẹo ẹo lại rớt xuống cái bịch liền, đó là do ái. Nhưng mà nếu trong trường hợp mình đi xuống rồi cũng bị những cái trường hợp khác mình nổi sân, mà sân cái mức độ nó vẫn hoại như thường, chứ không phải là không hoại, nhưng mà trường hợp đó điều đó rất là ít. Bởi vì cái những ác pháp nó vô là nó có kiếm chuyện hết rồi, chứ không phải nào nói là nó vô mà nó không có cái quả gì. Nam mô Phật Thầy á.
Dạ, sa thú chúng con thành kính tri ân Ngài đã giảng dạy câu hỏi của Nguyên Như. Nhà cảm ơn Nguyên Như đã đặt câu hỏi. Cảm ơn Trần Đạo. Dạ, Nhật Bình thấy bàn tay của Huynh Đạo Huynh. Huynh Đạo Huynh có chiếc máy không? Có muốn cầm bích không? Cho Nhật Bình một tín hiệu à. Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, Huynh Đạo Huynh có chiếc máy không? Đạo Tràng có thấy bàn tay không? Dạ, có. Vậy là mời Huynh nha. Nhà Huynh cầm bích để hết giờ rồi là mất cơ hội nha. Dạ, Huynh có cầm mít không Huynh? Dạ, Huynh có cầm mít không? Dạ, Huynh thấy có tín hiệu mà có cầm hay không? Dạ. Dạ, còn giờ còn được mấy phút. Dạ, nếu cầm thì dạ, cho Nhật Huynh một tín hiệu, Nhật Huynh nhường mít. Còn nếu không thì Nhật Huynh xin phép được bỏ tay Huynh xuống để người khác không dám đưa lên. Có phải không? Dạ, còn 7 phút. Dạ, kính mời Huynh nha. Dạ, Đạo Huynh xin kính chào Sĩ Địa Đức, dạ, kính chào Chư Tôn Đức Tăng Ni, à, cùng quý anh chị em trong đạo tràng. Dạ, xin lỗi là cái mic nó hơi bị chậm, cái sóng nó bị chậm. Dạ, cũng xin nói một lần nữa là Đạo Huynh chỉ là một người mới có tìm hiểu về Phật giáo Nam truyền, chỉ đứng ngoài cái ngưỡng cửa của Phái Nam Tông thôi, chứ chưa bước lọt vô. Thành thử có rất là nhiều câu hỏi thắc mắc, nhưng mà hôm nay là cũng xin mạn phép mạo muội xin hỏi Sư Trí Đức một câu là, như chúng ta đều biết tại Hoa Kỳ bên cạnh Phật giáo thì có nhiều cái tôn giáo khác như là Tin Lành, Công giáo, Hồi giáo, Ấn giáo, Do Thái giáo, thì phần đông là họ tin trên trời có một cái đấng nghĩa là đấng tạo hóa, thí dụ như Do Thái kêu là Đức Giê-hô-va, rồi người Tin Lành kêu là Thượng Đế, rồi người Hồi giáo kêu là Đấng Allah, thì họ tin rằng cái con người ta rất là nhỏ bé, sức lực rất là hữu hạn, thành thử tất cả đều là nhờ cái lực thiên nhiên là cái là vô hạn. Ví dụ mình bị một cái nan đề gì đó, mình bị một cái chứng tật gì đó thì mình không có tự chữa được mình đó, thì mình được nhờ ơn Thượng Đế cứu cho mình. Bên cạnh đó thì Phật giáo tin rằng là mình ngồi thiền, mình chỉ có mình được cứu mình thôi, chứ không ai cứu mình hết. Thành xin hỏi Sư Trí Đức, bạn thêm hỏi Trí Đức, Sư là người Phật giáo có quan niệm như thế nào đối với những cái niềm tin dị giáo kia? Dạ, rồi những cái niềm tin đó có cái gì mà nó có vẻ nó mâu thuẫn với niềm tin của Phật giáo hay không ạ? Dạ. Đạo Huynh xin nhường bích lại cho Sư. Dạ. Kính nhà Sư minh giảng cho. Dạ. Một lần nữa Đạo Huynh xin xuống bích. Nam Mô Phật Thầy Gia Kinh Bạch Triều Tông Hiền Giả. Kính thưa chú quý vị, cái chuyện đó là cái chuyện đức tin của mỗi người. Nhưng mà bây giờ mình phải quyết định để mình lựa chọn. Mình lựa chọn như nào thì mình có đức tin cái gì đó rồi mình hành theo đó. Chứ còn bây giờ mình đứng ngoài mình, cái người nào mình cũng nghĩ là họ có lý là nó mất thời gian của mình thôi. Vì nên nhớ là cái thời gian đó mà nó qua đi đó, không phải nó đi qua đi không, mà nó mang theo sự sống của mỗi cá nhân ở đây. Mỗi cái tích tắc của đồng hồ là nó mang theo sự sống của mình. Thành ra mình ngồi đó mà mình chờ thì mình lỗ vốn ráng chịu đó. Bây giờ mình muốn tìm hiểu cái gì đó thì mình để một số cái điều kiện nó có đầy đủ nhân quả trong đó thì mình thân anh theo để thử ráng học cho đúng mức, rồi mình sẽ thấy cái lợi ích hay không lợi ích. Còn bây giờ có những cái mà mình cứ nghĩ là nó cũng có lý có này nọ, bởi vì có người theo đông chưa chắc là đúng, nên nhớ chuyện đó. Bởi vì nếu mà nói có người theo đông mà là đúng
thì hồi xưa giờ có rất nhiều cái tôn giáo có rồi mất liền, có rồi mất mất, ngay cả thứ thứ thiệt đi nữa vẫn mất như thường chứ không phải là mất. Tại vì cái thứ thiệt á nó khó thì người ta hành ít, còn cái thứ giỏ người ta theo nhiều, nhưng mà rồi người ta cũng thất vọng thôi. Thành ra mình phải lựa cái nào để mình có thể mình đi mà nó giúp cho mình được lợi ích ngay trong kiếp này, được lợi ích ngay trong kiếp sau, và được cái lợi sự lợi ích tối thượng. Lợi ích ngay kiếp này là như thế nào? Cái những cái điều mà mình dạy học ở bậc đạo sư đó, là như mình được an vui trong cái kiếp này, và mình biết chắc chắn là mình sẽ không phải bị đọa trong kiếp sau khi mình học đầy đủ, mình hành đầy đủ vậy. Mà cho tới khi nào cái ngày đó là mình cũng đạt được cái lành tối thượng, lúc đó thì mình mới có quyền mình nói ai sai ai đúng được. Còn bây giờ mình chỉ mới có bắt đầu bước vô mà mình nói người này sai người kia đúng, nó ra là mất cơ hội của mình mà thôi, không có lợi ích gì cả, không có lợi ích gì hết. Thành ra bây giờ muốn tìm lợi ích của mình là phải biết, là phải bắt đầu hạ thủ công phu để xem cái điều mà mình đang hành đó, nó có lợi ích ngay trong lúc hiện tại hay không. Nếu nó có thì chắc chắn là nó phải có kết quả gì đó. Còn nếu mà không có kết quả, ngay cả trong giáo pháp Đức Phật cũng có nhiều tông phái là tối ngày cái cầu vĩnh sinh. Nhưng mà trong Tăng Chi rõ ràng Đức Phật nói trong Phạm Vô Môn Đá đó, nếu mà chúng sanh ở cái cõi này mà cầu xin ở cái đấng nào đó và được như ý rồi thì thế gian này không ai là người đau khổ cả. Thì mình cứ lấy câu đó ra mình suy tư thử coi đúng hay không. Có nhiều người cũng cầu. Nên nhớ đó là trong những cái tiểu cái người mà vượt biên đó, có nhiều người cho tới nước đầy mình, nước đầy họng rồi vẫn niệm tới cái ai đó để được cứu rỗi, vẫn chìm xuống như thường. Thì cái đó chứng minh cho mình thấy đó, những cái điều cầu xin không có lợi ích gì cả, hạ thủ công vụ để mình làm mà thôi. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị, tất cả phước báo nào phát sinh do sự pháp thoại trong ngày hôm nay hay là mối duyên lành để cần các chư tôn hiền giả cùng cần nam cần sinh nữ trong đạo tràng này có được cơ hội để chấm dứt các pháp ngụ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bụt Thầy Gia, nam mô Thầm Mà Gia, nam mô Sẵn Khà Gia, nam mô Rất Thanh Tây Giá Sa. Em chỉ lưu lại cái câu hỏi rồi từng sao hy vọng gì đó vô để được nghe tiếp. Nam mô Bụt Thầy Gia. Nam mô Bích Tha Giá, dạ con thỉnh ngài cầm bích trở lại ạ. Cảm ơn Trần Đạo. Nam mô Bích Tha Giá, dạ ngài đã rời room rồi. Dạ con cung thỉnh, lúc nãy con thấy có sư Thanh Tâm vào, bây giờ sư đã rời room rồi. Dạ con xin thay mặt đạo tràng cùng thỉnh ngài Tri Đức sau khi chúng con sám hối. Và bây giờ còn hai câu nào thì Vi Ngâu có thể đưa lên. Nhục Quỳnh nãy Nhục Quỳnh mới giữ lại một câu của Vi Ngâu thôi, còn nếu mà còn một câu nữa thì đưa lên thì Nhục Quỳnh giữ lại để tuần sau có Vi Ngâu vào Nhục Quỳnh sẽ đưa lên hỏi. Dạ Vi Ngâu có đồng ý hay không? Dạ hết giờ rồi, ngài đi rồi, không có còn ở trong room nữa nên là không có thể hỏi được ạ. Dạ, giờ của ngài là đặc biệt của ngài thôi, ngài chỉ được. Bạch ngài, vậy ngài có trả lời cái câu của Bí Ngô không thì con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ bây giờ thì Nhục Quỳnh chỉ thấy được một câu thôi của ngài đưa lên đó, thì Nhục Quỳnh cũng đã lưu rồi, còn câu trên thì Nhục Quỳnh không thấy để yếu. Nhục Quỳnh kéo xuống ha. Dạ bây giờ Nhục Quỳnh kính mời đạo tràng
cùng giờ ấy nhiều Quỳnh sám hối sau khi thính pháp, và sau đó chúng con cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Nam mô Bích Tha Giá. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng ba đạo phạn sum và ruột tam ăn buột thể giờ khá lý tổ đô sơ buột thơ cam ma tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng thẩm manh cha đưa vị thăng qua răng thẩm mê vô khá li tô đô sâu thẩm mô khám mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng sẵn khanh cha đưa vị tho tam ăn sẵn khê vô khá li đô sâu sẵn khô khám mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúc phúc cho đạo tràng ngày hôm nay. Và nam mô Bích Tha Giá, con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Ai xin được thay mặt Thế Tăng phúc chúc đến đạo tràng để kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddhaya nupāvena sadāsote bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammāya nupāvena sadāsote bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sambha sanghai nupave na sada sothe bhavan tu ten tất cả phước báo hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Sa thu lành thai và a đề quá ta san ti vi ha ra qua chi ni thụ bề kha ra thi kha re ta hình ta tham mà đa ne na pa quan thu bu chi ta so thình ca ron te tha vi ha ra man đa lê thầy ra cha mát cha na qua ca cha bích kha bô sa ra mi ca đa na ba ti u ba sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ích sa ra sa pa na pa u ta su khi ta pa quan thu te cha ra bu cha ye bi cha an da sam pa qua san se da cha ta ra bo ba ba ti ca nêu ya ni căn tham ma qua răng ba ti cha te sap để bi du kha sa ka ron tu sang ka yang tha tu chi răng sa tăng tham mo tham ma tha ra cha pu ka ra sang go ho tu sam ma go qua a tha ya cha he ta ya cha am he ra ka tu sat tham mo sap be bi tham ma cha di no vu thỉnh sam ba con xin đọc lại. Am hay ra kha tu sa tham mo sa be bi tham ma cha di no bu thinh sam ba bu nay ya ma tham ma di ya pa we di te ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hồi hộp về sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dâng rồi xin hầu đổ chư tăng cửa từ ẩn não phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu
Thiền nam tín nữ công phu đều là thị chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lăng kiều cử châu quận được phần an khương. Chúng sanh vốn lõi không lường, nọn thai thâm hóa khi nương pháp lành. Giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài. Cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang. Bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau. Lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết bao kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi. Xin cho cả thảy chúng con, tân hóa trong pháp Phật rồi giao truyền. Nam mô Bích Tha, dạ, chúng con thành kính đảnh lễ dân hòa phước mà chúng con đã tạo được hôm nay, do học pháp, thính pháp, thảo luận Phật pháp, đến với chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kinh dân quả phước này đến với tất cả chư thiên, phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây. Chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo năm truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Pháp Vân, chân lý thiền đường. Chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong Phật giáo năm truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức, pháp thể khinh nan, bồ đề kiên cốt, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng liệu nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân ni ban nát sa bát cha yo hồ tu. Ý đăng quân nhân ni ban nát sa bát cha yo hồ tu. Ý đăng quân nhân ni ban nát sa bát cha yo hồ tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhất là ngài Liễu Tông. Quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước chúng con đã tạo được đến với quý ngài. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô, quý cô chú anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài Liễu Tông thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, kính mời quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rung có nhiều điều sơ, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức tăng ni, cầu mong quý ngài từ bi hoan hỷ hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài, nhật bình kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rôm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha giá, con kính chúc quý ngài, nhật bình kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Kha giá. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn Thích Trần Đạo và tất cả quý anh chị em đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Dạ, con kính chào tạm biệt đạo tràng. Dạ, con xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bài kệ kinh. Và sau đó thì con cũng xin phép được khép cửa rơm. Nam mô Bích Tha, dạ, kính chào tạm biệt đạo tràng. Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Vandami Cittiyam Sabbam Sambuddhane Supatitthitam Sarivika Dhatu Mahabodhim Buddha Rupam Sagaram Sada
Vandami chettiyam sabbang sambathane supatitthitam salilikadhatu mahabodhim buddha rupang sagaram sada. Vandami chettiyam sabbang sambathane supatitthitam salilikadhatu mahabodhim buddha rupang sagaram sada. Iti piso bhagava arahaṃ sammā sambuddho vijjācarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarathi saddha deva manusānaṃ buddho bhagavati. Svākhāto bhagavata dhammo sandhitikko akkāriko ehi pāsiko opanneiko paccattaṃ veditābho viññohiti. Supatipanno bhagavato sāvaka saṅkho ujjupatipanno bhagavato sāvaka saṅkho ñāyāpatipanno bhagavato sāvaka saṅkho sāmīcipatipanno bhagavato sāvaka saṅkho yadidam cattāri purisa yugāni attha purisa pukkala esa bhagavato sāvaka saṅkho āhuneyo pāhuneyo dakkhineyo anjari karaniyo anuttaraṃ puṇyākhitaṃ lokassāti.